Đức thấy rằng cái ngày bình thường này tạo nghiệp ít, nhưng mà thường những ngày lễ Tết tạo nghiệp nhiều. Ngày thường thì xài tiền ít, nhưng mà ngày lễ Tết thì xài tiền nhiều, đúng không? Những Đức ngày xưa ngoài đời á, nghỉ lễ 2 ngày xài tiền vài tháng làm xài tiền có 2 ngày à. Xong rồi lễ xong rồi bữa sau thì cái mặt bơ phờ ghê lắm, tại vì mấy ngày lễ nhậu nhẹt ăn chơi, đi tối ngày không ngủ nghe chứ á, bằng đêm cũng ăn chơi, bằng ngày cũng đi chơi, gông gông vậy đó, xài tiền mệt. Tới cái bữa mà về làm á, mặt vậy nè, mặt bơ vậy đó, thở ra nghe mùi rượu không à, thở ra là mệt mỏi lắm, tiền mắc tặc mang. Những Đức nói với vị nghe chứ, lễ 3-4 ngày này mà vô trong chùa tu đi, không tốn một cắc, mà tới bữa về đi làm đi, biết vị là số 1 luôn, mặt tươi rói, đẹp, 4 ngày lên ký luôn, vô đây đi thúc cho. Vô đây mấy ngày lễ đi cho ăn nhiều, lên niệm Phật dùm cho tôi được. Không có đòi hỏi gì chứ nghe. Thấy không? Gia đình, dòng họ, nóc nái, anh ương dẫn vô đây. Tôi chuẩn bị đồ ăn dữ lắm, sắp sửa lễ là chuẩn bị đồ ăn kỳ cục vậy đó. Thấy không? Không có chuẩn bị gom tiền mà chuẩn bị đồ ăn, mua đồ ăn đồ về kêu mấy cô chuẩn bị nấu đồ ăn đồ cho nó đặc biệt á. Ta nghỉ lễ mà ta vô đây ta tu, phải không? Phải quan tâm lo lắng. Mà chùa mình lúc này đúng là mấy cái cây mà xung quanh chùa mình hoa hoàng hậu gì, nó nở hoa đẹp vô cùng. Chùa mình là có hoa hoàng hậu, hoa công chúa. Trời ơi, vị biết vị đứng ngay cái cây buổi sáng nha, tự nhiên ở trên nó hoa nó cứ rơ xuống mà nó thơm. Rồi thêm chim nó kế đó, nó hót líu lo nữa, mà nó hót bằng một cách chim hót tự nhiên. Quý vị biết rằng có những người ngoài đời người ta nuôi chim trong lòng để hót cho nó nghe quý vị. Nhưng mà tiếng hót của những con chim đó nghe não nề lắm. Tại vì người ngoài đời người ta không có tu nên người ta không nghe được tiếng chim nó não nề thôi. Tại vì bắt nhốt nó bỏ tù tội nó. Quý vị bây giờ người ta mà bỏ tù mình, quý vị hót thì sao? Quý vị có hót vui được không? Người ở tù có ai hót vui quý vị? Người ở tù là não nề lắm đúng không? Vậy thì con chim nó ở tù, nó hót cho bị nghe. Nó hót thì sao? Nó hót khổ quá. Đời tôi khổ quá. Cứ ở trong chiếc lồng son này khổ quá. Vậy mà nó cứ hót vậy đó. Mà người không biết tu thì nó công nhận chim hót hay thiệt. Còn lấy cây chọt chọt nó nữa cho nó nhảy chơi. Chim nó nói, nó hót mà nó nói: mày làm gì mày chọt tao hoài với mày? Mày bắt tao hót hoài với mày, mày ác độc quá mày. Vậy mà cái người không biết tu thì nói: công nhận hót hay thiệt. Nó nói: tao hót đâu mà hót, não nề chứ hót đâu mà hót con. Thấy chưa? Còn cái gì coi trong chùa mình đi một vòng mới bị nghe chim hót á. Chim hót là hót vui vẻ, vì tự tại. Buổi chiều những đứa đứng trên lầu, những đứa nhìn chim bay á. Chim bay mà mấy anh cũng diễn đó nghe. Chim đực bay diễn cho chim cái coi. Trời có đấy vị ơi, vị biết á, chim đực bay lượn á, chim cái nhìn vỗ tay. Vị biết rằng á, cái cảm giác là những con vật này nó quá vui, nó hót mà nó bay lượn xung quanh chùa mình vậy đó. Nên buổi sáng những đứa đi một vòng xung quanh chùa, những đứa thấy đúng là một cái từ trường gì mà quá đặc biệt. Không biết người ta có cảm giác được từ trường này hay không, đây là nó thật á. Cái từ trường này đúng là nó làm cho con người mình sảng phái gì đâu á. Thì biết rằng câu vật hiệu mà nó âm hưởng mà cả ngày lẫn đêm, nó niệm thôi, đừng có nói nó niệm tối ngày sáng đêm luôn. Viết mà cái từ trường ở đây tự nhiên qua cỏ gì cũng là ai với đạo Phật luôn á. Chim chóc gì cũng ai với đạo Phật hết luôn. Cái từ trường đặc biệt đó vị ơi. Nó 4-5 ngày mà vô đây rồi là không tạo tội mà tu phước nhiều, không tốn tiền mà có sức khỏe. Thử đi, còn ngoài đời mà thử đi, đến cái khu du lịch nào đi chơi đi. Đi chơi xong rồi đi về coi coi, thấy coi nó hao năng lượng không. Tại vì sao? Vì nó cộng nghiệp với chúng sanh. Nó cộng nghiệp với chúng sanh. Mà trong cái thời đại cộng nghiệp này nó nha, đừng có đến cái nơi mà vui chơi cái ngày lễ lộc. Vì sao?
vì quá đông. Nó quá đông nên nó tạp nhiều. Khi nó cộng nghiệp đến mức cực điểm rồi thì cái nơi đó nó có kiếp nạn. Nên con người ta khéo léo những ngày lễ á, chúng ta không có đi đến cái chỗ đông người, mà đi đến cái nơi thanh tịnh tâm nó mới đặc sắc. Nó không có cộng với cái đại nghiệp của chúng sanh, hiểu không? Nên quý vị biết rằng những điều này những đức chia sẻ, những đức đâu có ý gì mà đem kêu đem tiền bạc đưa những đức đâu. Nó kêu gì mà còn lo mà tu phái gì đó, đúng không? Cuộc đời phái làm gì đó, làm gì là làm sao vậy? Ý nghĩa cuộc đời, cuộc đời nó ý nghĩa chứ nó không có cái gì mà mở miệng ra tiền. Con người mà cái gì cũng nặng tiền, mai mốt ngái cũng ngái ra tiền nữa, thấy không? Ngái ra tiền là biết mệt mỏi lắm. Con người mà cái gì cũng tiền bạc nặng nề quá mệt lắm. Nhiều tối những đứa có nói một câu á, khi trong mạng mình mà nó không có phước á, mà mình không biết tạo phước quý vị, thì mình cực kiếm tiền lắm, cực lắm. Nó cứ gom góp, nó lụm lặt, nó không dám xài, cắt dấu vài tháng, năm. Tự nhiên nó đụng cái cảnh duyên gì nó sạc một phát sạch. Quý vị để ý nghe, nói này nè, coi lại tất cả chúng ta đang sống, quý vị để ý nghe, sạc phát hết, hết xong cái tiếp tục buồn quá mà cố gắng làm để kiếm tiền lại, kiếm lụm lặt chút, không có dám xài. Thời gian sạc cái hết, giết mà mình chán nản cuộc đời mình luôn quý vị. Mà nó không có tiền mà nó muốn có tiền rồi, bắt đầu là nó cứ keo. Mà nó càng keo thì nó càng hết phước. Mà nó cả đời nó cứ thường bị cái cảnh duyên lạ lạ vậy đó. Đó. Còn nếu như quý vị mà biết tu phước, quý vị cứ bình tĩnh đi. Cứ bình tĩnh tu phước đi. Thì tức khắc quý vị biết rằng tiền nó cứ đến là ra. Mà tự nhiên nó có tiền rồi, cái tự nhiên mình nó lại biết làm những điều tốt nữa. Mình không thích để tiền trong túi nặng nề mà mình biết làm điều tốt. Điều tốt thì nó tăng phước lên, cái đầu vừa xả ra hết tiền này, cái tiền đến tiếp tục. Nó cứ đến xài, có xài hoài. Mà ngộ tay là dùng tiền đi làm điều tốt nữa, cái nó đến nữa. Có xài hoài mà không bận tâm, mà nó cứ đến hoài. Cái dòng quay nó cứ quay đến hoài cho mình. Có xài hoài mà không hết tiền, mà lại được làm việc thiện, việc tốt, bình an, ngủ yên, không cần bận tâm lo âu. Đây là cái cảm giác mà quý vị mà nếu mà có nhận thức được, quý vị sẽ thấy liền à. Có những người cả đời luôn ngộ thay, làm mà tiền vào của trước thì lọt của sau. Cứ tiền vào của trước là lọt của sau, có khi tức mình chết được. Tức mình tại sao cuộc đời mình kỳ cục vậy đó. Có không? Có. Quý vị biết rằng có những người mình làm mình không dám xài tiền, còn tu phước tu duyên thì tính toán từng chút. Nhưng lạ thay, quý vị lại bị người ta giật nợ, giật một phát là không ít tiền đâu, nó lấy sạch. Hoặc là có tiền rồi tự nhiên không dám xài, mà con mình phá sản, có không? Có. Quý vị coi ha, nên người xưa nói câu tích tiền là tích tai họa. Nguyên lý này vẫn có cái hay. Tích tiền là tích tai họa, tích phúc là tích an vui. Nghe không? Tích tiền là tích tai họa, tích phúc là tích an vui. Nhưng chúng ta là phàm phu thì cỡ nào cũng tích một chút đi, đỡ lo. Nhưng mà biết đủ thì thường vui. Hồi tối kể có mấy cô đến chùa mình mấy năm, ngộ nghe đi đến chùa mình niệm Phật, vài năm sau không biết sao thấy cũng có phước. Hồi đó mới đến cũng thấy bèo nhèo, 4-5 cô đến gặp Như Đức nói thầy ơi, mấy năm nay đi đến chùa tu hành tâm tư thoải mái, làm ăn cũng được, nên chị em chúng con vừa mua được chiếc xe 4 chỗ đi chùa. Thầy coi nè, ra vừa gờ chiếc xe giùm cái cho thầy. Như Đức nói tay xui lắm, gờ bậy bạ xe mắc. Đừng có kêu tôi gờ bậy bạ, tay này xui lắm, thấy không? Chứ nếu mà nói mà gờ ngon lành đây, nhiều cô nhiều chú để mua bậy bạ kêu ra gờ hoài mất công, dính xe cộ nữa, đúng không? Thôi tay tôi xui lắm, đừng kêu. Thì vị biết á, đến cũng nói cũng cho mình vui ké, phải không? Nó mua được cái của mà mừng giùm cho anh ta, người ta nói vậy thì mình cũng nói thôi cố gắng, mình có điều kiện có phương tiện đi tới lui đi chùa cho nó tiện.
Gia đình có 4 thành viên thì chiếc xe 4 chỗ chở đi chùa cũng được rồi. Thôi mua xe 4 chỗ, chỗ thôi chứ đừng mua xe 7 chỗ. 7 chỗ đây mai mốt chở thêm người, đây có người ý kiến này ý kiến nọ vô để phiền phức. Thôi chở gia đình thôi, kệ trước nhất rèn gia đình trước đi nghe. Nó từ từ hả mở tâm lượng ra tới thiên hạ cũng được. Đi đâu được có 2 tuần vậy. Xong thấy mấy bả mất tiêu chưa? Còn một cô mà chưa mua xe, cô đi đến đây cô gặp đứa, cô nói thầy ơi, mấy nhỏ đó giờ sao nó đi chơi quá trời, đi thầy thầy. Ngày nào cô cũng thấy nó uống cà phê, cà pháo, bạn bè đồ rủ đi chơi quá trời, mà lúc này nó bận đồ dữ lắm thầy ơi thầy. Thời gian đi chùa cũng thấy nó bận đồ đàng hoàng ghê, mà lúc này tự nhiên sao từ khi nó mua xe tới giờ thầy. Một cấp mới mua xe đi đến chùa mấy tuần lễ. Còn đặc biệt lắm sao tự nhiên vài tuần sau nó đi chơi quá trời thầy ơi. Bữa nay sao cô thấy nó đi uống cà phê với bạn bè, bận đồ áo dây, riếp ngắn gì nó bận quá trời thầy. Như Đức nói ờ, nó bị lạc đề đó con. Thì thấy chưa, của cải nó đáng sợ lắm, nó không có đơn giản đâu trời. Con người bị biến chất về vật chất á, nhớ nghe, biến chất về vật chất á nghe. Nó nên chúng ta là người tu hành á, vật chất chỉ là một phương tiện thôi. Chúng ta đừng cái gì cái vật chất mà chúng ta bị biến chất mình nghe chứ quý vị. Mình phải giữ tâm tính mình cho nó nghiêm túc. Những đức cũng có xe đi, nhưng những đức nói với đại chúng trong chùa nhất định chiếc xe đi cả đời, đi chiếc xe cả đời luôn, nhất định sẽ không làm cái chuyện mà chúng ta thích chiếc xe khác. Xe những đức thì bình thường luôn, đi chiếc xe bình thường thôi, nhưng mà sẽ đi cả đời chiếc xe này được á. Vì một là đi ít, hai là đi kỹ. Chiếc xe này đi chừng vài chục năm sau mà hết hạn vẫn còn đi được luôn. Vì sao? Vì chạy vòng vòng đi hết hạn cũng chạy được. Xung quanh đây bây giờ công an ai cũng biết bảng số xe của những đức đi. Ta chạy gần, chạy vòng vòng đây thôi. Nó chạy chậm, chạy gần đây thôi. Nên công an khu vực biết xe những đức. Từ nơi đó sau này hết hạn sử dụng, còn chạy được, vẫn chạy được. Nhưng mà cái hãng Innova xe bền, xe đó đi cả đời cũng chưa hư. Dễ gì hư được, thấy không? Mua xe đi bền mà. Đó, nên từ nơi đó đi cả đời, không suy nghĩ xe khác. Tu niệm Phật cả đời, không suy nghĩ phương pháp khác. Ngày xưa ngoài đời á, đi làm 11 năm làm một chỗ, không suy nghĩ chỗ làm mới. Khi đi tu chưa suy nghĩ chùa khác, khi niệm Phật chưa suy nghĩ phương pháp khác. Nào, duy trì rất là lâu dài. Lâu dài mới có kết quả. Cái người mà thường sống núi này trong núi nọ là ưa thất bại lắm quý vị ơi. Dễ thất bại lắm nghe. Sống núi này trong núi nọ rất dễ thất bại. Nó phải làm sao duy trì được mình cho nó chuẩn cha. Chuẩn lâu dài mới thành công được, thấy không? Đó nên có nhất là câu Phật hiệu này nè. Nếm được cái hương vị niệm Phật là vị thấy tuyệt lắm. Không có bỏ đâu. Trời ơi, không có bỏ đó vị ơi. Buổi sáng mà tu xong mà đi một vòng xung quanh chùa thôi, trời cái hương vị này nó tuyệt gì đâu mà đi tìm ở đâu nó cho nó mệt. Đi ra ngoài xe cộ chạy ồn náo, khi chạy một vòng tự nhiên thấy đụng xe, thấy là bất an không à. Có khi đang chạy vậy thằng chạy xe Honda lạng ngang, lạng. Nó mà chạy đâu dữ vậy? Thấy không? Còn tới đèn đỏ tự nhiên vừa tới đèn đỏ thôi, bắt đầu ngưng chờ một chút. Chờ một chút sắp sửa tới đèn xanh, mình chờ đèn xanh mình qua. Phía sau chạy xe hàng, tin. Nó mày bóp cha mày, gì mày bóp dữ con. Ôi trời, tới đèn xanh thì tao qua chứ mày làm gì mày gấp gáp dữ à. Nó gấp gáp lắm mấy vị ơi. Vì sao? Vì cơm áo gạo tiền, vợ con ở nhà, nó lo đủ thứ, nó chạy xe, nó chạy bán sống bán chết. Nên những đức nói có con cái đừng có học bằng lái xe, chạy mấy cái xe bự, chạy mấy cái xe kéo, đồ đừng có chật chạy. Nhìn mặt nào mặt nấy là sân si không à. Ôi ôi, nó bóp kèn không cũng hết phước cuộc đời nữa. Nó chạy xe mà nó bóp kèn mà có những người yếu tim á, người ta buông xe người ta té chết tại chỗ luôn á. Mình chạy xe không phải là tùy tiện bóp kèn đâu, cần thiết mới bóp kèn. Nên mình bóp mình cũng nhấp nhẹ nhẹ chứ đừng cứ mà chịu vô một cái nó ép làm ta hết hồn. Tại vì sao? Vì cái tiếng kèn nó lớn quá dễ làm ta giật mình. Tu hạnh vô ý thí là đừng để người ta hết hồn, hiểu không? Nó nên chùa mình mà mỗi lần mà như đứa chạy xe vô chùa thấy bà già bà đi trước mặt cái xe mình, bà đâu có nghe xe chạy đâu.
Trong gậy đi bình thường à, cách mấy thước mà cũng đi bình thường. Bà nói ông ngon đụng tôi đi. Tôi bây giờ già không sợ xe đó, chứ không biết đó, nghe không? Nó thì bà đi từ từ thì mình chạy chậm 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 chậm, mình chờ bà đi qua đường, đi qua đi rồi mình chạy tới, không dám bóp kèn. Vì sợ tuổi già đó mà bóp phát đây á, té ngang đây chết bất đắc kỳ tử nữa, đứt tim. Thôi 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 khỏi bóp luôn đi, khỏi bóp kèn. Nên từ nơi đó vậy thấy không? Nên cái làm bất cứ cái việc gì phải giữ cái phước của mình. Chứ những đức thấy rằng như đây nè, xe mà chạy nó coi mạng người nhẹ lắm, chạy ghê lắm quý vị. Chạy gì đâu mà kỳ cục. Thêm cái nó đúng ra những công ty xe, công ty mà xe là nó phải có một cái tổ chức mỗi từng họp lại. Nó phải có một con người tâm lý để mà dạy những cái tài xế xe. Người ta nói chạy xe có đạo đức là phải được dạy nó mới có đạo đức. Mà cái công ty của mình mà được dạy tài xế mà đạo đức á, thì công ty mình sẽ bền bỉ lâu dài và có uy tín. Nó ghi mấy chữ trên chiếc xe: an toàn là bạn, tai nạn là thù. Nó chạy xe không được cầm điện thoại nghe, chạy xe không được hút thuốc. Vậy mà nó lên xe, nó chạy nó hút thuốc, mình hứng khói muốn le lử luôn. Thêm một cái nữa, nói chuyện điện thoại. Cách nay mấy năm về trước á, nó đi có một lần đi lên Đà Lạt, thuê chiếc xe đi, mấy anh em đi chung. Gặp cái thằng tài xế nó chạy xe mà nó vừa chạy nó vừa nói chuyện người yêu. Nó trời ơi, bữa nay giao mạng với cái thằng này chắc bỏ mạng không có trời. Nó chạy từ đây lên Đà Lạt bị bắt 3 lần. Nó chết cha mày chứ con, mày chạy xe kiểu này nó bắt mày là phải rồi, mày chạy gì mà bán sống bán chết vậy mày. Bây giờ mình lỡ leo lên lưng cọp rồi bị kêu nó chạy chậm, nó nói ông thầy chùa nhát, coi thường mình đúng không? Thì chùa mà sợ chết, tôi mà chưa sợ chết mà ông sợ chết. Lỡ leo lên gặp cái thằng lũ đạn thì cố gắng mà ngồi niệm Phật. Nó mày gan hả, mày dám chết tao cũng chết luôn. Tao biết niệm Phật mà tao sợ gì, mà ngồi thôi cố gắng cứ ngồi. A Di Đà Phật, trời ơi A Di Đà Phật. Nó chạy gần 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 xe khác lũ nó chạy bán sao bán chết vậy ra. Mà phía trước nó dán mấy chữ: an toàn là bạn, tai nạn là thù. Mày nói tự tự mày làm ngược lên không à. An toàn là bạn mà tao thấy mày chạy toàn là tai nạn thôi, chứ tao không thấy ai an toàn hết chứ. Nói khi mà chạy xong nó chở gì tới đây nó bị bắt 3 lần. Còn nó tới đoạn đường nào nó lạc, nó chạy thêm 1 tiếng đồng hồ nữa nó mới ra khỏi đoạn đường lạc đó, mới bị nghỉ đi. An toàn là bạn, không thấy gì an toàn chứ ha. Xong á, khi tới chùa nó cho cái cạc Madrid gì đó, đưa cho quý thầy, nói quý thầy có đi đâu gọi cho con. Trong lòng như Đức nói A Di Đà Phật, tao sợ mày tới già luôn. Mặt mày tao còn không dám nhìn lại, được đứa chi đi xe mày, vĩnh biệt cuộc đời với mày, chào mày nghe con. Vị coi đó, trời ơi, những đứa nói một công ty xe nó phải có một người tâm lý để dạy mấy thằng tài xế. Nó dạy mấy thằng tài xế lái xe. Còn nếu không dạy được á thì đem nguyên một cái vàng tài xế xe đi đến chùa này, những đứa dạy giùm cho. Dạy không lấy tiền luôn. Trời ơi, tôi chỉ cần chích ra mấy câu trong học bằng lái xe thôi là đủ dạy rồi. Trong đó có mấy câu tôi chích ra, lựa mấy cái câu chích ra để dạy là đủ rồi. Nó nguyên một cái vàng tài xế nó chở đến đây, nó từng một lần cho nó biết, để mà gọi là đi rước khách mà chạy ngang chạy ngược, chạy mà gọi là xem tánh mạng người ta bình thường quá. Có khi mà gọi là chạy xe mà thiếu đạo đức kỳ cục lắm. Ví dụ như đang chạy bình thường như tự nhiên á, mình chạy sau người ta mà, sao mà mình giành đường kỳ cục được chở. Tự nhiên cái đường có chút xíu xíu nó lủi cái đầu xe ngang vậy đó, giành đường chơi vậy đó, thấy không? Nó cái đó là cái thiếu đạo đức chạy xe. Thêm cái nữa, mặt đường ta quẹo bên tay trái, còn mình thì đi tay phải, mà thấy xe kẹt quá chạy bên tay trái, nhanh bên tay trái mà lại đi bên tay phải. Nhanh bên tay trái đi chi, để người ta nghĩ rằng xe này đi bên tay trái. Nhưng mà khi tới đèn xanh thì nó đứng hoài, nó cứ để đèn nhanh bên kia hoài vậy đó. Thì coi thấy không? Đó là chạy xe thiếu đạo đức. Nó bị người ta rủa chửi giết thì nó tổn phước tổn đức. Nên cái công ty mà như vậy thì chắc chắn là công ty này không lọc. Hiểu không quý vị?
Đó, nên Phật pháp vị thấy gần gũi chưa? Gần gũi mà. Nên quý vị nhớ rằng mình học Phật rồi, nó mỗi cái mình làm được thì mình làm. Những đức thường nói, ví dụ như giờ chúng ta học Phật rồi, đối với chòm sớm láng giềng chúng ta phải sống làm sao cho nó có đạo đức một chút chứ. Nghe không? Tối lửa tắt đèn có nhau chứ mình luôn luôn biết nhà mình không, mà mai mốt lỡ gia đình mình có gì, ai biết mình hả quý vị? Rồi mình muốn gia đình mình sạch mà hốt rác liền qua nhà người ta thì coi sao được. Ở chung cư đồ ở trên lầu mà nhổ nước miếng xuống coi sao được. Ăn chuối liền vỏ chuối xuống coi sao được. Nghe không? Đó, nên chùa mình thí dụ như đi, mấy cô trong chùa mình đồ đi, những đức thường nhắc mình là người nữ, cái thân phận mình biết, đến lúc mình bày hày thì mình phải gọn lại, hiểu không? Chứ người ta biết rằng vệ sinh là người ta dọn, nhưng mà nếu đặt mình đi dọn nhà vệ sinh mà dơ giấy thì lương tâm mình cũng cảm thấy, mình cũng bầm bầm vài câu. Thì cái vô hình chung á, người ta không biết ai, nhưng chính bản thân mình cũng tổn phước. Nên tại sao nhà vệ sinh công cộng lại dơ? Vì nhà vệ sinh công cộng là con người thiếu ý thức. Họ nghĩ rằng là nhà vệ sinh này là công cộng nên họ tùy tiện. Đúng ra đó, người ta dọn nhà vệ sinh, còn mình thì đi vệ sinh phải gọn ghẽ, vệ sinh gì cũng phải gọn hết. Vậy thì con người mình mới có đạo đức được. Chứ không phải nói nhà vệ sinh này không phải của mình, mà mình đi đại đi càng, vứt giấy vứt rác thí đại bày hay. Thí dụ như mình đi vô nhà cầu đi, một tấm giấy lau mông đi chăng nữa, lau xong phải xếp gọn lại, chứ không phải là liền tấm giấy lè lên gì phăng đưa lên để cho người ta nhìn. Người ta bước vô nhà vệ sinh, người ta nhìn cái là người ta cái là chính mình đã tổn phước liền. Cái điều này tôi nói quá cặn kẽ đó cho vị biết á. Còn khi dọn nhà cầu mình phải nhìn cái nhà cầu mình dọn sạch chưa. Nó có khi mình đi cầu mà tỏn tỏn xuống, nó không ngay cái chỗ nhà cầu nước, mà nó ngay ở trên khô của cầu, mà phân mình phân ướt nữa thì nó dính lên cầu. Khi dội xong rồi phân vẫn còn dính thì chúng ta thấy dội nó không sạch được, thì của mình không có gớm. Chúng ta cầm cái ca nước, múc miếng nước, lấy cái tay mình rửa phân đó, vì phân này của mình, không có để cho người khác rửa được, đúng không? Cái hành động đó đó phải suy nghĩ cho kỹ. Chính tôi làm vậy mà, tôi làm vậy, tôi hướng dẫn vậy đó. Tôi nói thật sự là tôi làm vậy đó. Tôi mà đi cầu mà dính cái nhà cầu là tôi lấy tay tôi rửa liền á. Tôi chùi nó tại phân của tôi. Tôi đã từng lau phân của người khác được, không có phân tôi lau không được sao chợ. Vô chùa tôi rửa nhà vệ sinh 2 năm mà. Ôi ơi, ngày xưa tôi trên Đà Lạt tôi rửa nhà vệ sinh 2 năm mà. Tôi rửa nhà vệ sinh nên tôi biết hết trơn á. Đi cầu đi sao phái nữ bày hày sao tôi biết hết trơn á. Có nhiều bà ngày tháng mấy bà để tèm le tiếc lét cho mình dọn chứ đó. Muốn ói luôn vậy đó, nên chịu 2 năm mà. Ban đầu thì tôi ói cũng nhiều lần, nhưng sau này tôi gặp tôi không còn ói nữa. Tôi thấy bình thường lắm. Tôi đã luyện được công phu 2 năm nên sau này tôi mới biết đó. Hiểu không? Có đó quý vị à. Những người bày hày lắm á. Mình phải biết thân phận mình chứ. Xong rồi mình phải gói lại gọn lại, lấy sợi thun băng lại rồi bỏ gọn vô nhà rác. Vậy thôi thì ai mà thấy được cái dơ giấy đó của mình đánh giá cả vàng phụ nữ, hiểu không? Tội mình nặng lắm mấy chú vị. Chứ không phải mà do gói tầm phơ tí phèo. Đúng ra thân phận mình đi đâu phái nữ cũng là cái giỏ nhỏ. Rồi xong mình để những cái gì cần thiết sử dụng ở trong đó. Xong rồi có vài sợi dây thun, lỡ bất tử ngày tháng ai biết được. Thì lúc đó thì sử dụng cho gọn ghẻ, đi đâu vô nhà vệ sinh công cộng gì cũng gọn hết. Vậy thì mình là người phụ nữ như vậy là tuyệt vời, hiểu không? Tuyệt vời đó, nha. Đó. Nên cái việc tu hành là cuộc sống hàng ngày. Nhớ, cuộc sống hàng ngày. Đá đổ cuộc sống hàng ngày thì tu hành gì đâu. Chúng ta cuộc sống hàng ngày, sống làm người, sống đặc biệt nhất là mình sống nó tốt đẹp, vui vẻ. Ha. Thật sự mà nói phàm phu thì không ai tròn vẹn đâu quý vị. Chúng ta cần nhắc nhở nhau để học tập. Nên thấy rằng mấy cháu nhỏ gì chùa mình, những đứa cứ nhắc hoài cái việc là các cháu phải tập nói thật. Dù là bản thân của mình, con người mà muốn luyện cái công phu nói thật cũng khó lắm quý vị. Thật hoàn toàn khó lắm, không phải luyện. Giảm tối đa nói dối.
Mình phải dạy các cháu nói thật, vì những đứa thấy rằng cái cuộc đời làm người nói thật nó lập được sự nghiệp, quý vị ơi. Ừ, nói thật mới lập được sự nghiệp. Người ta tin tưởng mình thì mình mới có được sự nghiệp. Còn người ta không tin tưởng mình là mình không có sự nghiệp đâu. Khó lắm. Nhớ, gạt người được một lần mà chúng ta về sau ai gặp mình ta cũng chảy mắt dép thì mình chịu thua. Thấy không? Nên dạy các cháu là nói thật. Phải nói thật mới được. Quý vị nghe những điều này, những đức chia sẻ đó, nó đa dạng, người nghe đều được có lợi ích. Xong những người làm ông bà lớn tuổi nghe gì thì gì, dạy con cháu của mình. Dạy con cháu của mình, dạy bằng một cái cách vui vẻ chứ không phải là mình bắt ép con cháu của mình. Thí dụ như bây giờ ngày Chủ nhật có những cháu nhỏ nhỏ nó ngồi ở đây. Nhưng quý vị nhớ đừng bao giờ bắt ép. Nó thích ngồi cho nó ngồi. Nó không thích ngồi nó chạy ra ngoài nó đi chơi, nó đi xuống cái lớp trẻ em của nó đó, nó xuống nó chơi. Không bắt ép. Nó đi chùa đừng có bắt ép. Thí dụ như có những người á, con cháu của người ta nhỏ xíu à, người ta thì quý những đức, nhưng mà khi con cháu đâu biết mình đâu, thấy thầy chùa nó cũng sợ, chưa quen thầy chùa. Thì đến cái bắt đầu á, là họ kêu chào mình, nít nó biết đâu, chưa được rèn luyện mà quý vị, không chào. Cái bắt nó chắp tay chào mình, bắt nó phanh tay là nó khóc, vậy bắt nó, mình nói thôi trời trời, chào mà bắt buộc quá, kỳ sau nó gặp thầy chùa nó tưởng đâu ma quỷ á, nó sợ luôn đó, biết không? Thôi đừng có bắt ép nó như vậy. Nó keo này không được ta lấy keo sao, thấy không? Đừng có bắt ép nghe. Nó phải cái nguyên lý này phải nắm được nghe quý vị. Tại vì chưa đủ duyên mà. Người ta gặp mình người ta chào cũng là có duyên đó. Còn bây giờ người ta gặp mình mà ta không chào là mình không đủ duyên. Thì đừng có nên bắt ép hoan duyên người ta. Thấy không? Nên quý vị biết rằng con cháu dạy cái việc quan trọng gặp người lớn biết hỏi han, biết phanh tay chào. Việc này đừng có nói việc nhỏ nghe trời. Việc này mà không có thì những việc khác khó làm lắm á. Trước học lễ sau học văn. Cái lễ phép là cái ban đầu đó, cái lễ phép là cái ban đầu, nhất định phải học cho tốt. Lễ phép nó quan trọng lắm đó nghe không quý vị. Đó. Nên ngày Chủ nhật nào mà cũng đi về đây làm gì, mới đầu tiên là cái đề học là gì? Niệm Phật là việc mình làm. Còn tới giờ giảng sanh thì việc này Phật làm. Nên một câu vật hiệu này niệm, nó sản sinh ra rất nhiều tư tưởng cho chúng ta sống trong cuộc đời này. Chứ đừng nói một câu ai Phật cho chọn nha. Nó sản sinh nhiều tư tưởng lắm á chàng. Giỡn đâu. Chân thật mà niệm câu vật hiệu thì đi, nó sẽ sản sinh nhiều tư tưởng đặc biệt lắm á. Đừng có học tập thì tức khắc nó sản sinh ra những tư tưởng từ câu vật hiệu mà ra, hay lắm. Hay lắm á. Đó. Rồi quý vị nếm được hương vị này đi rồi sẽ thấy à, cái lợi ích của nó à. Dù là những người trẻ cũng được lợi ích lớn nữa. Đừng có nói già mới đi niệm Phật chứ trẻ niệm Phật chi. Tôi 11 năm ngoài đời làm muốn còng lưng luôn mà có sự nghiệp gì đâu. Còn thiếu nợ thiếu nặng. Vậy mà tôi đi vô chùa tôi đi niệm Phật nuôi bà già, tôi có mong muốn sự nghiệp gì đâu mà vậy mà tôi cũng có sự nghiệp nữa. Còn kỳ cục ghê luôn. Xác thực 100% luôn thì coi phải rõ ràng cái công đức niệm Phật không? Cái công đức niệm Phật lớn quá quý vị ơi. À, có nhiều cặp vợ chồng đi về chùa mình tu, người ta hạnh phúc tự nhiên người ta làm ăn phát đạt à. Quý vị nhớ nghe, cái gia đình phát đạt là từ đôi vợ chồng hạnh phúc á. Con người bây giờ người ta cứ đánh mất đi cái chuyện, người ta nói hạnh phúc là đi sau, tiền bạc đi trước. Bậy. Hạnh phúc đi trước, tiền bạc nói bước theo sau. Đúng nguyên lý là như vậy. Còn bây giờ phần nhiều là đi kiếm tiền, quên hạnh phúc. Gia đình mà hạnh phúc rồi nó mới tiền bạc nói bước theo sau. Còn gia đình mà mất hạnh phúc rồi làm có tiền nhiều đi chăng nữa, nhưng mọi người lo sợ. Nhất là gia đình mà không hạnh phúc đó, mà có tiền á, là vợ là bắt đầu chửi vì ghiêng vợ, chồng là chửi vì ghiêng chồng. Họ lo lắm, họ lo sau này á, khi hai vợ chồng ly dị lỡ bất tử kẹt. Còn khi gia đình mà hạnh phúc rồi đó, tự nhiên của cải để cho vợ cầm hết, không có bận tâm. Vì thấy hạnh phúc, thương yêu nhau chân thật nên không cần bận tâm. Còn vợ chồng mà nó rầy rà hoài đó là vợ mặt vợ lo bên mặt vợ, chồng mặt chồng lo bên mặt chồng. Còn nuôi mấy đứa con thì mỗi người bỏ ra một chút đi cùng nuôi. Tuy là nó chưa ly dị nhưng mà nó có mầm mống ly dị rồi. Vì sao? Vì ai cũng chuẩn bị trước để ly dị.
Nó gia đình mà không hạnh phúc mà nó có tiền là nó ưa nằm vào tình trạng đó đó quý vị. Nó sống mà không tin tưởng lẫn nhau thì thế nào cũng chia tay là chắc chắn, không nói vòng vo chứ. Nên chúng ta ở đây quan trọng nhất là cái gì? Con người thương con người nha. Đây con người thương con người. Hôm qua có một bà cụ, đúng là vô thường nha, gần 70 tuổi mỗi ngày bà cũng khỏe. Bởi có những tình trạng này để nhắc mình chứ. Bà cụ đang lao tượng Phật, lao tượng Phật, lao tượng Phật bình thường. Bây hổm đi làm giấy chứng minh, bây giờ thì đây làm giấy chứng minh đây được luôn rồi, khỏi gì nữa. Thì vì biết rằng bây hổm đi cho bà về làm giấy chứng minh, đi về con bà chở bà sao không biết, té xe. Thấy chưa? Đi ra khỏi chùa té xe liền. Ngộ ghê. Nghiệp quả đến liền. Té xe xong cái tay bà tê 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 tê. Tê 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 vậy đó. Xong bà nói với mấy cô kia, cho bà đi khám. Bà nói thôi thôi bà lo bà niệm Phật à, không có muốn đi khám gì đâu. Hôm qua tự nhiên cái bà té cái ịch nghe, tự nhiên bà nằm luôn vậy đó. Xong bà không có đi được chứ, nhưng mà bà còn tỉnh táo. Bà đưa vô phòng hộ niệm, bà nằm trong bà niệm Phật chứ không. Nằm trong đó bà niệm Phật, bà thấy vô thường chưa. Nên quý vị thấy ngoài đời có những người khỏe cùi cùi vậy đó, tự nhiên mình thấy hôm qua đi cùi cùi vậy đó, bữa sau thì mình nghe nói ông này tai biến nằm chỗ. Nhưng mà quý vị biết cái xã hội bây giờ đột quỵ nhiều lắm nghe quý vị, lạ thay đột quỵ nhiều lắm nghe. Tự nhiên người soi sỏi tự nhiên đột quỵ nằm đóng rồi chết à, hoặc là hôm qua thấy soi sỏi tự nhiên ngày mai mình nghe tin là ông này chết nằm trong mùng chết queo rồi, có nhiều lắm. Nên quý vị coi phải cuộc đời này vô thường không, vậy mà mỗi ngày đi tranh danh đoạt lợi hơn thua đấu đá đủ chuyện. Cuối cùng chúng ta thấy, cuối cùng chúng ta được cái gì đây quý vị? Chứ cõi đời này chúng ta được cái gì đây? Đúng rồi quý vị, mà biết những ngôi chùa nuôi người già gì nè, đi đến đây cộng tu nên nhìn nhận sâu sắc về người già đi. Không phải là tất cả những cụ già trong đây là cụ già nào cũng là nghèo đâu quý vị. Không phải là cụ già nào cũng là cụ già mà gia đình con cái không có lo làm ăn gì đâu. Có những bà cụ gia đình rất là giàu sang, nhưng mà có những cụ là phát tâm vô đây, mà cũng có những cụ vì hoàn cảnh mà vô đây đó quý vị. Có những người cụ phát tâm vô đây con cái hoan hỷ tốt, có những bà cụ không phải phát tâm vô đây nhưng vì nghịch duyên mà vô đây. Hình như những đứa thấy nghịch duyên vô đây nhiều hơn là phát tâm vô đây á. 10 người á thì thuận duyên vô đây 3 người, còn 7 người là nghịch duyên vô đây. Nên ở cái đời này là cái cõi nghịch, nghịch mới tu, chứ lúc mà thuận quá chưa tu đâu. Nên bà nào mà chồng bỏ chồng chê á mới đi tu. Nói vậy thôi chứ không phải ai cũng như vậy, nhưng mà cảnh ngộ nhiều lắm mới đi tu. Quý vị biết chồng chưa bỏ chồng chưa chê, nhưng quý vị coi cái cõi đời này làm vợ người ta nội mà sanh đẻ không, quý vị thấy nản lòng không? Nên nó có cái khổ đó mới đi tu. Nhìn nhận được rồi cả đời của mình cuối cùng tuổi già được cái gì mới đi tu, nó cũng có cảnh ngộ. Còn người mà không nhận thức được chỗ này không bao giờ đi tu. Còn sâu sắc hơn nữa là gì? Quá khổ rồi, gặp quá nhiều cảnh ngộ rồi, không còn con đường nào đi nữa hết trơn á, thì cuối cùng tìm đến Phật Pháp. Nên chúng ta phải nhớ rằng có khi những cảnh ngộ cuộc đời mình, mình đừng nên lúc nào cũng là đi đi bực bội để trong tâm nặng nề, mà có khi mình cũng cảm ơn chút. Nhờ những cảnh ngộ đó mà tự nhiên mình lại đi tu đó. Những đức làm ăn không được nè, 11 năm mà không được cái gì nè, cuối cùng thấy trời trời cuộc đời của mình sao thấy nó không có một cái kết quả gì hết trơn á. Rồi cuối cùng gặp Phật Pháp, những đức tu luôn. Nếu như những đức mà làm ăn được mà có vợ đẹp đồ ngon lành, chưa chắc những đức đi tu. Thấy chưa? Nó lạ lắm. Nên cái cõi đời này là cõi nghịch để đi tu, ít cái chuyện thuận để đi tu lắm. Quý vị coi Đức Thích Ca Mâu Ni á, làm Phật á, đến thế gian này thì hiện đến đây. Đức Thích Ca Mâu Ni là thành Phật nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, thị hiện á, làm Bồ Tát á, ở trên cung trời Đao Sức đi xuống đây là thị hiện thôi, chứ thành Phật nhiều đời nhiều kiếp, nhiều kiếp lắm rồi, là hàng cổ Phật, thành Phật lâu lâu đời lắm rồi. Nhưng khi Đức Thích Ca Mâu Ni đi đến đây, khi ngài đi tu cũng là nghịch duyên mà đi tu. Phải nghịch duyên không? Cha vua Cha Tịnh Phạn có cho đâu mà không nghịch duyên. Gia Du Đà La cũng là rơi nước mắt khóc đưa tiễn, toàn là nghịch duyên không. Hoàng cung có người nào muốn thái tử đi đâu,
Nên ngày nửa đêm ngài bỏ cung vàng địa ngọc, ngài đi tu, phải không? Từ ngày thị hiện thì chúng ta nói cái cõi đời này phần nhiều đều là tu từ nghịch duyên, đúng không? Thấy vì đừng có đi cầu cái thuận duyên. Trong cái nghịch duyên này mà tu từ từ nó ra thuận. Thuận là ngay cái chỗ nào? Là ngay cái tâm của mình nó không bị buộc ràng mà thành thuận. Nghịch mà thành thuận là chuyển nghiệp, còn thuận mà chấp là thành nghịch, là trở ngại. Các vị nghe nhớ nghe. Nên cái cõi đời này á, hoàn toàn cái gì cũng là nghịch. Vì sao? Vì tâm mình nghịch nên cảnh nghịch. Còn nếu như tâm quý vị mà cảm thấy rằng đi đến đây hiểu rồi, nó thành ra thuận. Thuận thì cảnh này dù là ở trong nghịch nhưng thuận. Trong nghịch nhưng thuận. Thuận là gì? Hiểu nên thuận. Đó. Từ nơi ngay cái nguyên lý này rồi cái cuộc đời quý vị sống quý vị không đến nỗi quá khổ. Vì quý vị biết nó khổ và nghịch, khổ nhiều thứ thì không nên khổ thêm nữa. Không nên từ hôm nay không nên khổ thêm nữa. Không nên để thêm vô tâm mình nữa. Vậy thì muốn làm được như vậy thì phải làm sao? Niệm Phật. Phải đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Như sáng Nhật Đức nói một câu, các cụ trong chùa mình mà mấy trăm bà già này mà Nhật Đức sắp xếp được là vì sao? Vì nó có phương pháp niệm Phật. Các cụ lên chánh điện tu 4 thời một ngày, rồi cả ngày các cụ bấm số niệm Phật. Tối có người đi ghi. Nên đây là một phương pháp chuẩn đặc sắc hay. Hay. Nếu như ở đây mà cả một gia đình nào mà biết tu thì gia đình đó nên áp dụng đi. Từ hai vợ chồng mà bấm số niệm Phật thì chắc chắn là con sẽ bấm số niệm Phật. Tối lại thì vợ hoặc chồng ghi cho cả gia đình. Gia đình mà làm được như vậy thì quý vị suy nghĩ nè, chùa mình đông người như vậy mà còn bình yên được. Nhà mình có vài người mà quý vị nếu quản lý cách này thì làm sao không bình an. Đó, ai cũng là người niệm Phật thì ai cũng sẽ là người tin nhân quả. Vì mình niệm Phật thì tức khắc nó dội lại cái tâm của mình. Mình ít gì cũng không đến nỗi quá tệ vậy. Hiểu không? Quá tệ là không đến nỗi quá tệ đâu. Từ nơi đó vì sao? Vì có niệm Phật. Nên từ nơi cái đoàn thể này mà nó phát rộng ra là gia đình. Gia đình mà làm được như vậy là hay lắm á. Nó rất là hay. Dù làm ăn cái gì mà gia đình cứ là mỗi người bấm số niệm Phật. Rồi chiều lại phải ghi. Ghi để mà kiểm tra con người trong gia đình. Thì tức khắc gia đình quý vị ai cũng là người biết niệm Phật hết trơn á. Nó rất là đặc biệt, nó rất là hay. Nó dùng phương pháp này tuyệt vời lắm. Vì sao? Vì chính những đứa thấy chiếc máy này nhỏ nhỏ gì mà nó lợi ích lớn. Thí dụ như quý vị ngồi vì nghe những đứa chia sẻ Phật Pháp, mà có những cô quý vị vừa nghe mà cái miệng nhép nhép là niệm Phật chứ làm gì, đúng không? Còn nếu có đoạn nào mà nó nhiếp tâm quá, nó không niệm Phật nó cũng nghe Pháp. Nên từ nơi đó đó mà cái máy bấm số này nó nhắc hay lắm. Nó nhắc rất là hay, đừng có bỏ nó qua một bên nghe. Nó nên trong chùa mà bà cụ già nào á, mà bà mà ưa quên cái máy bấm số là những đứa nói bà này dở. Bấm số với từ từ mà thành cái thói quen luôn á. Bây giờ quý vị coi á, bây giờ phần nhiều nhiều người là người ta thành cái mốt thời trang gì quý vị biết không? Điện thoại. Cầm điện thoại. Cầm điện thoại. Có nhiều bà già hết xíu quách mà cầm điện thoại bự cho bá vậy nè. Mà bà mấy bà cũng giỏi nha. Nhân Đức thì không biết bấm luôn, mấy bà vuốt. Trời ơi, bà vuốt quay phim kịch liệt luôn. Nói đừng có ngại nha. Sống trong cái cuộc sống bây giờ giống như con người người ta phe của nhiều. Mà cái mốt phe của gì? Phe của điện thoại. Chùa mình là ít là do những đức nói hoài nít á. Chứ thường là con người ta đi đâu cũng cầm điện thoại chứ. Bạn bè gặp nhau uống cà phê là mỗi người chơi điện thoại không chứ không có nói chuyện với bạn nữa. Điện thoại không à. Thoại không à. Ít ai vượt qua được lắm quý vị. Nên từ nơi đó mà đi đâu cũng ưa cầm điện thoại quay. Quay, quay, quay. Đó, thành thói quen luôn. Bây giờ lấy cái thói quen đó đổi qua thói quen bấm số niệm Phật. Cái kia cũng vuốt bấm nữa. Vuốt, vuốt, vuốt bấm. Còn đây cũng bấm mà. Thấy không? Nó còn cái điện thoại trong túi mình xài điện thoại gì? Trắng đen. Thoại trắng đen. Điện thoại trắng đen để trong túi. Còn cầm máy bấm số. Đi vô công ty đồ bấm chơi. Nó cũng ngồi bấm điện thoại, mình bấm điện thoại. Bấm số niệm Phật. Hỏi, ủa cái điện thoại anh điện thoại gì mà ngộ vậy? Tội anh sao nhỏ xíu kỳ cục cái chợ. Xưa chưa từng thấy điện thoại đâu phải nhỏ dữ vậy.
Nó nhỏ mà nó có vỏ đấy em. Điện thoại của anh là điện thoại mà nó bấm ra điện được. Điện thoại này, anh nhờ thông minh là nhờ cái điện thoại này đó em. Em gọi số điện thoại này coi. Thấy không? Coi nè, có nhiều người nó đâu biết máy bấm số niệm Phật đâu. Nó nghĩ là bấm thì chứ bấm điện thoại quá à. Nhờ xíu à, thấy chưa? Từ nơi đó người ta bấm điện thoại, mình bấm số niệm Phật. Còn cái điện thoại trong túi là điện thoại gì? Trắng đen. Xài trắng đen. Thử đi rồi quý vị sẽ thấy đặc biệt lắm. Hồi tối như Đức nói có mấy câu mà tiêu chuẩn của người sống, ai làm được thì làm. Mấy tiêu chuẩn: giờ ăn cơm với gia đình không nghe điện thoại, để qua bên ăn cơm với gia đình. Tới giờ ngủ nghỉ không nghe điện thoại. Nghỉ lễ không nghe điện thoại. Nào, bằng đêm tới mấy giờ quy tắc không nghe điện thoại. Ngồi tiếp khách với bạn bè không nghe điện thoại. Những cái tiêu chuẩn đó quý vị mà làm được thì quý vị là người rất đặc sắc. Quý vị nhớ nè, khi chúng ta đối thoại với ai, khi một cuộc nói chuyện mà cầm điện thoại lên về một cái nguồn tin khác để nghe thì buổi nói chuyện này sẽ bị gián đoạn. Nếu mà nói gì người xưa là thiếu sự tôn trọng, đúng không? Thiếu sự tôn trọng. Nhân Đức may mắn thay không xài điện thoại. Từ nơi đó mà Nhân Đức không bao giờ nói chuyện với ai mà có cái chuyện điện thoại reo. Nên nhà ăn của mình, tất cả mấy người mà cầm điện thoại, mà hai ba người điện thoại trong chùa, tới giờ ăn cơm là phải cài chế độ rung. Phật tử về chùa cũng vậy, tới giờ ăn cơm là cài chế độ rung. Có những người cài điện thoại nó hát. Tự nhiên ta đang ăn cơm, ta đang nghe niệm Phật như tự nhiên điện thoại reo lên. Nó hát của bài ca cổ hết hồn, giáo giác nhìn vòng vòng. Nó vậy đó. À, có những người cài cái nhạc điện thoại nó nhạc rap, hoặc là cái tiếng gì tùm lum tùm la, phải không? Đó, nó tùm lum hết trơn á. Nên từ nơi đó đi quy về chùa này thì sao? Đi về đây cố gắng giữ giùm cái vị trí đó cho nó ổn định. Thí dụ như mình đi vô đây mình ngồi mình nghe chia sẻ Phật pháp, mà để cái chiếc điện thoại mình rung là mình thấy mình kỳ kỳ rồi đó nghe. Thấy kỳ kỳ rồi đó, kỳ lắm rồi đó. Thấy bà già này chắc si cù que, không biết gì luôn rồi đó. Còn người trẻ thì chúng ta nói là thua luôn rồi đó. Thấy không? Chúng ta đang ngồi nghe pháp mà mình mà tự nhiên mình để điện thoại rung, điện thoại reo sùm là phiền phức. Mình vô đây mình lễ Phật mà nó rung 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 cái đùi mình vậy là nó làm mình lễ Phật không được, đúng không? Thà mình tu, phải tu ra tu. Thí dụ như giờ người ta đang ngồi để đông thiệt đông gì đi. Tự nhiên mình vô sao? Nãy như Đức thấy có một bà cụ già. Người ta đang ngồi thiệt đông vậy, có cái chỗ trống. Ban vô ngồi. Ban vô mình đi ngang người ta, đừng có đi chổng cái lưng gì. Tại vì người ta đang ngồi, mình đi ngang người ta đừng có chổng lưng. Hoặc là mình đi ngang người ta thì mình đừng có gọi là xách chiếc áo mà tèm le tét lét mà bay ngang đầu ngang cổ người ta. Hiểu không? Khi mình đi ngang người ta là mình phải đi cúi đầu. Kẹt chẳng đã, đi vô phải cúi đầu. Khi chúng ta vô chỗ ngồi, lúc bình thường chúng ta vô trong chánh điện thì chúng ta lại Phật ba lại chúng ta mới ngồi. Nhưng mà bữa nay quá nhiều người ngồi, đây là những vị Phật tương lai sẽ thành Phật nên đang ngồi đông quá, thì chúng ta bước vào chúng ta ngồi, chúng ta khòm khòm đi vô, chúng ta im ngồi xuống. Đừng có lễ ba lại làm chi. Ba lại là để lại Phật, nhưng lại Phật để tiện người. Nếu như chúng ta lại để phiền người thì đừng nên lại. Phật quan trọng nhất là để tiện cho chúng sanh. Cái gì lợi ích và tiện lợi chúng sanh, đó là tâm lại Phật. Hiểu không? Đó. Nên học Phật á, mà nhận định được Phật pháp á, nó không định pháp. Chỉ có đúng một cái định pháp của Phật là tuyệt đối không thay đổi được. Là định pháp gì? Định pháp giải thoát là không có thay đổi. Bạn tu sao không biết, nhưng tâm giải thoát đừng có thay đổi. Còn hình thức Phật pháp có thay đổi. Hình thức Phật pháp là có thay đổi. Thí dụ như cũng một bộ kinh, nhưng mỗi một người dịch sẽ có sự khác nhau một chút. Vì sao? Vì dịch làm sao để cho nó phù hợp vào con người thời đại đó một chút. Tuy một quyển sách của chư tổ sư, nhưng mỗi một người thời đại dịch thì có khác một chút, chuyển biến một chút. Vì sao?
vì nó phải phù hợp vào con người trong cái thời đại đó, căn cơ người ta một chút. Nhưng thật chất của Phật pháp là giải thoát, đừng có thay đổi. Vậy thì quý vị học Phật tuyệt lắm. Hình thức có thay đổi, nhưng thật chất giải thoát đừng có thay đổi. Nếu như hình thức mà không thay đổi, vị Phật pháp này là của đất nước Ấn Độ, không có truyền đi khắp nơi được, nên mới nói là bổn thổ hóa, hiện đại hóa. Quý vị nhớ học Phật là những cái điểm này rất cần thiết để nhận thức. Nhận thức được Phật pháp thì hay lắm. Thí dụ như chúng ta có quyền đi qua bên nước ngoài để tu học, chúng ta học phương pháp nước ngoài, nhưng khi chúng ta về Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận phương pháp của nước ngoài này. Chúng ta lấy cái thật chất của nó là phương pháp tu, chúng ta phải áp dụng làm sao cho người Việt Nam tu mà thấy phù hợp. Thì đây là bổn thổ hóa vào Việt Nam, thì tức khắc người ta tiếp nhận Phật pháp này, người ta nói Phật pháp này ở Việt Nam. Đó, phải vậy đó. Thí dụ như mình là người Việt Nam thì mình phải niệm tiếng Việt Nam, phải niệm tiếng Việt Nam A-di-đà-phật, hoặc là Nam-mô-a-di-đà-phật, đúng không? Còn nếu như mình là người Việt Nam mà mình niệm tiếng Tàu, ai biết? Ai biết tiếng Tàu, đúng không? Nó, thí dụ như mình là người Việt Nam mà ca tiếng Anh, ca tiếng Anh, ca xong vỗ tay, hỏi bà biết gì không? Không. Sao bà vỗ tay vậy? Thì không biết mới vỗ tay đại. Không biết một cái gì hết trơn á. Tự nhiên người mình người Việt Nam đi ca tiếng Anh, ca hay lắm, hay gì? Không biết. Không biết sao hay. Ca phải cho người ta biết chứ, biết nó mới hay. Đúng quý vị? Đó. Thấy chưa? Tự nhiên ngộ ghê. Có nhiều người tự nhiên đi qua bên nước ngoài đi tu học gì Việt Nam, đem nguyên phương pháp bên nước ngoài đem về đây, dạy ghê. Phật pháp mà truyền tải khắp nơi trên thế giới là do bổn thủ hóa mà truyền tải được. Học Phật mà không biết nguyên lý này thì không truyền Phật pháp được. Phải làm sao học ra cái ta của ta. Cái ta là gì? Ta là Việt Nam, đúng không? Thí dụ như mình qua bên nước ngoài đi, người ta bận một bộ đồ nâu, đạo tràng người ta niệm Phật người ta bận đồ nâu, đó là cái phong cách của người ta. Mình đi vô trong đó mình cũng kiếm cái áo nâu mình bận giống người ta. Nếu mình bận cái áo màu lam này, ta nói đó 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 đó, người Việt Nam hoặc người nước ngoài kìa, đúng không? Để ý mình, đúng không? Chúng ta bận cái bộ đồ nâu giống nó thì nó nói đó là người của ta, đúng không? Người của ta. Hoặc là mình nói chuyện nghe cái tiếng gì thì họ nói công nhận người nước ngoài mà lại hòa nhập được với văn hóa của ta, đúng không? Nó thích mình liền. Đó, xong mình chở về Việt Nam thì mình thấy Phật tử Việt Nam phần nhiều là đồ lam, thì chúng ta về Việt Nam đạo tràng của chúng ta là gì? Bận đồ lam. Đó, phù hợp vào nước nhà. Rất hay không? Hay. Đó, phải như vậy đó. Quý vị biết những đứa không đi đâu hết trơn, nhưng truyền Phật pháp thì người ta lại học được. Vì sao? Tôi biết Phật pháp phải bổn thổ hoa. Phật pháp không thể nào nghịch lại cái quốc độ đó được, nó phải phù hợp, đúng không? Nó phù hợp. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói tịnh độ, nếu như những đứa nói ngay chân chỗ cái nơi làm ruộng rễ, thì tôi sẽ nói về niệm Phật ruộng rễ, tôi sẽ nói về trồng trọt, tôi sẽ nói về làm ruộng, tôi phải nói về cái chuyện mà lúa thóc làm sao, người nhà nông làm sao, rồi tôi kê niệm Phật vô. Thì tức khắc người nhà nông sẽ nghe được, họ nói ông thầy này đặc biệt thiệt á, niệm Phật mà có làm ruộng rẫy rồi hay á, được, nhà nông làm được liền. Còn nếu mà tôi nói ngay cái chỗ người ta là thành thị buôn bán kinh doanh, thì tôi sẽ nói niệm Phật về buôn bán kinh doanh phải thật thà làm sao, để đem Phật pháp bỏ vào đó, thì ta nói ồ hay, chúng ngay tôi kinh doanh buôn bán, đúng không? Có nghĩa là ngay cái điểm nào thì đem Phật pháp để vào chỗ đó, nhưng mà nó điều chỉnh có cái tâm giải thoát nằm trong đó. Nhưng cái nhân cách làm người, làm ăn kinh doanh buôn bán là phải làm. Vậy thì ta nói được Phật pháp này tôi tiếp nhận được, tốt. Nói vì nó nên từ nơi đó đó mà Phật pháp mình nghe, phải vậy đó. Vậy thì vì học Phật nó không có bị cổ lưu sĩ, học Phật nó rất phong phú. Quý vị biết rằng là trí tuệ của Phật pháp rộng lắm á, nhìn nhận sâu sắc, nhìn nhận càng sâu sắc hơn nữa. Nên từ nơi đó quý vị nghe đây có lợi ích. Mỗi tuần đi về đây, dù cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng ngồi nghe là có lợi ích liền. Nó có cái lạ đó quý vị, mỗi tuần nghe là nó đều có một cái thu nhập được khi mình đi về đây. Nó tuy là có nhiều tuần như Đức nói chuyện nó không có vui nhiều,
Nhưng mà có nhiều từng nó nghiêm túc vào một số điều mình nói để mà mình áp dụng trong cuộc sống, quý vị. Thấy không? Như cái buổi nói chuyện này là chúng ta ít cười nè, đúng không? Nhưng mà tâm thì nó không có buồn, chỉ có cặp mắt hơi buồn ngủ một chút. Thầy ơi, thì con có cười, nhưng mà thầy nói chuyện ít vui quá thì con mắt nó buồn ngủ thôi. Có mấy cô ngồi mà thấy con mắt tội nghiệp gì đâu. Cũng khó nghe lắm nghe quý vị. Khi con mắt vậy cũng khó nghe lắm. Giống như những đức á, được một cái chỗ đặc biệt chỗ này nè quý vị. Thí dụ như một đêm đó những đức ngủ chỉ 1 tiếng hồ thôi, nguyên một đêm ngủ 1 tiếng thôi. Sáng mai tới giờ công phu, những đức xuống công phu, những đức nói với chính mình rằng mày không được ngủ gục, tu thờ tỉnh. Thì tức khắc những đức tu nguyên thờ tỉnh vèo, không có một chút gì ngủ gục hết trơn đó. Thì những đức làm được điều đó. Xong những đức nói với một cái chú, ông quay phim bên cạnh những đức. Những đức nói, những đức thấy mỗi buổi sáng khi tới giờ tụng kinh, cặp mắt của mình quý vị, ví dụ như mình nhìn thẳng gì, nhưng cặp mắt mình có thể nhìn được hai bên. Tuy nhìn thẳng, ví dụ như những đức nhìn thẳng gì, nhưng cặp mắt những đức thì thấy cái bên đó được, thấy bên đây được. Tuy nhìn thì thấy nhìn thẳng, nhưng những đức đang thấy bên đây nè, đang thấy bên đây, thấy. Thì những đức ngồi, những đức nhìn lên Phật, những đức tụng kinh, nhưng mà cặp mắt những đức lại thấy mép bên đây có một ông áo xanh và một ông áo vàng. Hai ông áo xanh thì những đức biết là ông Kiệt chắc chắn luôn, tại vì bên đây có mình ổng ngồi kế cái phòng máy thì gục lên gục xuống là ổng rồi. Còn ông áo vàng thì 4-5 ông xuất gia, những đức không có để ý gì ông nào mà cũng không muốn nói gì, nhưng có một ông xuất gia cũng gục luôn. Thì quý vị biết rằng những đức nói với chú Kiệt, những đức nói những đức ngủ bằng đêm dù 1 tiếng, nhưng mà lên tu thì những đức nói là lên tu nhất định không ngủ, thì nó không ngủ. Chú Kiệt cũng nói, con cũng nói vậy mà sao nó cũng ngủ thầy ơi. Thì thấy không, nó không đơn giản đâu quý vị ơi. Có nhiều khi mình đâu có quyết định cho con mắt mình được đâu quý vị, thấy không? Nó ngồi mà có khi mà mình đâu có muốn ngủ gục đâu mà sao kỳ cục vậy đó. Nó này là chắc chủng tử hay sao, thấy không? Nó nghe cái gì mà nghiêu nghiêu chút là đầu mắt nó mơ quyền mờ liền à. Mà ngộ lắm, cái gì mà vui lẫn mắt làm nè, chớp chớp đi liệu không à. Lúc nào mà nó nghe cái gì mà mùi mùi vậy là nó làm nè. Mà gì là hết nghe, gì là nó hết nghe, như vậy là nó hết nghe. Sao mà nghe nữa trời, nó đóng cái tâm lại rồi sao mà nghe. Tại vì lúc này là lúc chỉ có liêm nhiêm thôi à. Đúng là về đây nó bình an, dù nói chuyện ầm ầm xung quanh nó ngồi nheo nhóc chứ, mà vậy mà nó vẫn ngồi. Vậy mà về nhà nó nằm xuống nó không ngủ. Phải là đến đây bình an không? Bình an đến mức mà nó ngồi đâu cũng ngủ được luôn á. Con người ngủ được là bình an đó quý vị. Nhớ câu nè, ăn được ngủ được là tiên, ăn không được ngủ không được là phiền, đúng không? Nên quý vị đi về đây là chắc chắn luôn, ăn được ngủ được à, chắc chắn luôn à. Tu xong mà đi xuống dưới đồ ăn bình thường mà ăn ngon đúng không? Là vì sao? Đói quá. 11:40 nên khi mấy ông thầy mà niệm Phật mà nói này nói kia sắp xếp đó, có nhiều bà đó, cứ nhìn đồ ăn tranh thủ, thầy ơi con đói lắm thầy. Cái kiểu đó mà ăn nó ngon, cậu đừng có nói. Cái kiểu đã đói bụng rồi mà xuống mà gặp đồ ăn, nhìn đồ ăn, đồ ăn nhìn mình, mà cái hai bên cứ canh nó nhìn. Rồi ông thầy cũng sắp xếp, có nói từ từ. Ông nói đừng có nói chuyện, đừng cái này kia. Ông nói từ từ. Lúc đó nó thầy tranh thủ thầy. Tội lắm đó thầy ơi. Thì coi, thì nó đông người cùng ngồi ăn. Bởi vì cái hương vị ngày chủ nhật này tuyệt lắm. Thôi ô nó về mà cùng ngồi ăn với bao nhiêu con người ăn chay ấy vậy. Cái từ chuồng cùng ăn đó, ngon được có nói nữa. Đơn giản thôi là cũng đồ ăn bình thường thôi mà ngộ, ăn ngon lắm. Tại vì sao đông người ăn mà thêm gặp ngồi ngay cái bà chấp, bà ăn bà chấp,
Trời ơi, khoái ngồi ăn cơm mà gần mấy người vậy lắm nha. Ngồi ăn cơm gần ai mà ăn mà kiểu mà ăn nhanh lẹ mà mình ăn theo. Còn bây giờ trước mặt bà nào mà ăn cơm mà cái kiểu mà bà ngồi trước mặt mình mà bà ăn, bà làm nè. Trời ơi, ông có vô mới sợ đó quý vị coi, phải không? Mà tao nói một con ngựa đau chân cả tàu bỏ cỏ mà. Cái bà này bà ngồi trước mặt mình bà ăn gì nè, bà ăn khiên chậm á. Còn bà gấp đồ ăn mới làm nè. Rồi bà đưa lên mới làm nè. Quý vị nhìn bà nói, tôi nói lần sau mà tôi không bao giờ ngồi gần trước mặt bà đâu. Bà gì đâu ăn uống, thì tôi nhìn mà tôi ăn vô luôn, bà ăn gì mà chậm, ớn luôn. Ăn gì đâu mà nhìn bà tôi đuối quá. Bà hổm tôi ngồi gần cái bà ăn nhanh lẹ, bà ăn bà chấp, tôi ăn theo bà quá trời luôn. Nay tôi ngồi gần bà tôi ăn có chút xíu, ăn hết vô luôn, ăn khinh chậm, thấy không? Nên tôi nó đông người, quý vị biết nhiều cái mình học được lắm nha quý vị. Nó thôi kệ đi, làm sao mà nó thoải mái trong cái thời gian đó nhất đi. Ví dụ như có những người ở đây quý vị gia đình rất là giàu sang, gia đình rất là đầy đủ, nhưng mà quý vị xuống trong cái nhà ăn đó, quý vị đừng bao giờ suy nghĩ mình giàu sang nữa. Hãy suy nghĩ mình là một con người bình thường nhất để bưng cái hộp cơm lên ăn. Rồi á, quý vị dù là gia đình rất giàu sang mà đi vô đây cộng tu, quý vị nằm dưới gạch, quý vị nằm dưới đất rồi, quý vị hãy quên đi cái giàu sang quý vị đi. Quý vị hãy hòa nhập vào dưới con người ở đây, quý vị nằm dưới đất cùng với người ta đi. Quý vị sẽ thấy cái cảm giác khi mà mình sống như vậy liền rồi. Đó. Nhớ nha, đừng phải buông ra cái giàu sang của mình đi. Nó rồi ăn cơm cùng bưng cơm hộp lên ăn được ha. Ăn xong vét cơm hộp được ha. Vét nha. Có khi nghe trời ăn mà đang đói bụng, quý vị biết cái hộp cơm nó bật luôn rồi đó. Bẻ gớp. Lắc ngang cái hộp cơm quý vị, lắc ngang gớp. Xong cái đầu lấy cái nắp đó, cái đầu bưng cái hộp cơm lên để lên cái nắp luôn. Mày cản đường tao hả? Thấy chưa? Đó, thấy chưa? Ăn cái dĩa cái bên cái dĩa bánh quý vị. Cái dĩa bánh mới cúng này xong xuống đang ăn nhìn nha. Tao kết cái bánh dây lợn rồi đó. Con nhỏ kia nó cũng nhìn. Được rồi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất cô. Mình canh rồi, canh thì đừng có lưỡng lự, hiểu không? Canh thì phải lụm liền, cứ đừng có lưỡng lự. Lưỡng lự có chừng bị người ta lụm. Cái này là cũng là một cách ăn uống nha quý vị. Đã mình đã nhắm mục tiêu rồi thì phải làm liền. Giống như niệm Phật đã nhắm được mục tiêu, phải niệm tới cùng chứ không có thay đổi được, phải không? Chứ đừng có chờ từ từ nghe. Bắt đầu cái bánh da lợn này mình đã thấy rồi đúng không? Được, cái bánh này ngon. Ăn là phải chú ý được không? Giống như tu phải chú ý mà ăn phải chú ý. Chứ đâu phải là tự nhiên mình không có góc độ, mình gấp bậy bạ ngay cái món đồ ăn mình không vừa bụng mình sao? Đúng không? Mà nếu mình gấp vô cái đầu đũa mình gấp vô mà mình lựa thì mấy cái bà xung quanh mới nói cái bà này vô duyên. Ăn mà lựa. Cái đũa nhưng mà lựa. Người sao ăn người sao đây? Mình đừng có lựa. Mình canh. Mới vô chưa tới giờ ăn, ăn chán miệng mà mình đã canh cái dĩa trước rồi. Mình canh cái đồ ăn trên bàn trước rồi đúng không? Đây không phải nói ham ăn mà đây là trí tuệ ăn uống. Thấy không? Thấy không? Đó, bắt đầu nhìn xong rồi vừa thấy cái bánh dây lợn nghe. Gấp liền. Bắt đầu là cái dĩa mà của mình mà nãy vừa bẻ ra cái hộp đó, mình để bên kế bên liền. Bắt đầu mình chuẩn bị gấp cái bánh dây lợn hay cái gì đó thì bắt đầu mình dỡ cái hộp cơm, mình lấy cái nắp đó ra, mình để bên, mình lụm cái bánh dây lợn mình bỏ vô mình xí trước đi. Tôi ăn xong là cái bánh này của tôi. Chứ tôi để trên cái dĩa này tôi không chắc ăn chút nào, tôi thấy chút cái mồi bà lụm trước quá. Ôi tôi để đây cho nó chắc, phải không? Đó, này là khéo ăn khéo uống, phải không? Chứ đã nhắm rồi mà để rồi chút bà nào bà lụm cái nói con mẹ này tao canh rồi nói tới giờ. Tao canh từ đấy tới giờ tự nhiên nó gấp. Đúng là phỏng tay trên. Nó tại bà chậm thì tôi lụm chứ làm sao, đúng không? Nó vậy. Thì mới nhớ nghe vậy. Những cái điều này quan trọng lắm. Nhớ kỹ nhất là ăn uống chung đừng có lựa. Hay ở ngoài mình ăn lẩu ăn đồ mình đừng có lựa, mình lấy đũa mình cứ sớt lên. Người ta kỳ cái vụ ăn uống này lắm nghe không? Kỳ cái vụ ăn uống này lắm. Nó rất là kỳ cái chuyện ăn uống vậy. Nó với ăn mà bớ đồ ăn cho ta đừng có bớ ém nghe chưa. Người bớ ém là cái người này không khéo á. Bớ đồ ăn phải xếp lên.
nó đừng có bớ ém, người ta sợ lắm nghe chưa. Nó ăn uống đừng có sốc 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 đi kiếm. Kiếm là mắc mắc lịch sự, mình canh á, đừng có kiếm. Hồi xưa những đứa con ăn mặn đó quý vị. Ngày xưa con ăn mặn là thích nhất là cái món mà gà bóp gỏi. Nghe cái chảy nước miếng. Cái chủng tử ăn mặn mà nghe cái là nó thèm, không giỡn đâu. Thì vì biết rằng đem ra một dĩa gì là như đứa canh, như đứa nhìn. Nhìn xong như đứa quan tâm địa điểm đâu vào đó hết. Thấy cái miếng gà thì nó xé ngon lành mà bự quý vị. Vậy nó nói à mày chết với tao. Nó thì vì biết rằng là mấy thằng kia cụm ly, anh vô ly vô ly, những đứa chưa tới giờ mình cụm đó dưới xớt ngang để vô chén liền rồi vô. Vô. Ôi ôi, quý vị biết rằng là con người mất mẹ từ nhỏ mới biết kiếm ăn chứ trời. Ôi ôi, thấy mấy thằng uống bia vô vô, những đứa im 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 im, những đứa cứ nhìn cái dĩa im 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 mà vô. Ở dưới cái tay những đứa bốc một cái bỏ vô chén vô. Cái đó ghê chưa. Nó nên cuối cùng no bụng của mình nó chết để đói làm chi, ngu gì đói đúng không. Nó nên quý vị biết rằng những cái này nói vui vui nhưng mà sâu sắc nó có một cái đạo lý bên trong. Hiểu không? Cha mẹ sinh ra mình, bản thân của mình mà không biết chăm bản thân của mình là cũng bất hiếu. Hiểu không quý vị? Để nó đói khát ốm ho gầy mòn là cũng bất hiếu đó. Tu làm sao mà coi nó coi được một chút. Đừng có tu ra mà lỗ tai dài thòn ốm nhơm ốm nhét, đúng không? Nên quý vị mà về đi tu đi, muốn mập về đây, trong vòng một tháng thôi, không mập không lấy tiền. Cô nào phát tâm vô đây một tháng, như Đức nói ha, một tháng không mập không lấy tiền. Lấy tiền gì? Lấy tiền tam bảo cúng dường. Nhớ nè, vô đây mà tu là gì, nó an lạc rồi, ăn uống này vui vẻ nè, tháng sau lên ký. Đừng có nói một tháng, thử đi 4 ngày lễ vô đây thử coi. Ban đầu mới vô đây tôi đưa cái căn cho căn, rồi 4 ngày sau căn lại đi, tôi nói bảo đảm ít gì cũng lên được 100 mg. Căn giờ nào? Buổi trưa, khi vừa ăn cơm xong tôi căn. Một đề học này thôi à, đối với chúng ta những người niệm Phật, mình sẽ tự biết lo cái việc của mình. Chúng ta sẽ làm tốt cái việc niệm Phật của chúng ta. Còn cái việc mà Đức Phật A Di Đà ngày hứa tiếp dẫn thì việc đó là của Ngài. Đúng quý vị. Ngài đã hứa Ngài tiếp dẫn mình khi mình niệm Phật. Vậy thì mình làm tốt cái việc niệm Phật của mình đi. Niệm Phật niệm chưa tốt mà còn muốn chen vào cái việc làm của Phật nên có khi bị trở ngại con đường giảng sanh của mình. Nên chúng ta mới nêu lên niệm Phật là việc của mình làm, còn việc mà tiếp dẫn giảng sanh thì việc đó của Phật làm. Nước sông không phạm nước giếng. Nếu chúng ta mà có một cái tâm chuyên nhất như vậy thì đặc biệt. Đây gọi là lòng tin kiên cố, nên không có xen vào việc của Phật. Phật có đầy đủ năng lực, mà chúng ta đi xen vào việc của Ngài thì phiền phức. Chúng ta thì yếu lắm, cứ lo chú tâm việc của mình cho tốt đi, chắc chắn mình sẽ thành công. Nên rất là nhiều người niệm Phật nhưng mà vì sao chúng ta không có được sự an lạc mà lâu dài? Vì do chúng ta niệm Phật mà chúng ta còn nhiều điều nghi ngờ quá, nhiều điều chúng ta lo âu ấy. Lo âu nghi ngờ tùm lum chuyện. Chứ nếu như mà mình mà toàn tâm toàn ý mình niệm Phật thì cái kết quả này nó lớn biết bao nhiêu mà nói. Lớn lắm luôn. Mình chỉ cần nhớ Phật mỗi ngày mình niệm Phật thì tất cả những việc gì mình làm ăn hàng ngày nó đều tốt hết trơn à. Ngộ lắm.
Cái việc này là việc chính những đức làm thấy rõ ràng mà. Mỗi ngày bình yên vô sự là nhờ nhớ Phật á. Chứ nếu như những đức nhớ cơm áo gạo tiền thì những đức bận tâm chết được, sao mà có những ngày tháng bình yên được quý vị. Vậy mà chỉ cần lo niệm Phật, đâu phải là không làm. Ý những đức nói là niệm Phật cái tâm nó thoải mái, nên tất cả công việc làm nó tốt chứ không gì. Chứ không phải nói đây là niệm Phật thôi không cần làm gì nha. Con người sống thì phải có làm việc, nhưng mà vì sao mình làm việc mà mình phiền não? Vì mình đặt vấn đề nặng nề về công việc quá. Có khi ngày mai đi đám cưới thì ngày mai đi, vậy mà tối đêm nay ngủ không được khi chuẩn bị ngày mai đi đám cưới. Ngày mai đi đám giỗ, vậy mà đêm nay có khi cũng ngủ không được. Lễ chuẩn bị đi chơi hay đi chùa tự nhiên trước đó mấy ngày ngủ không được. Nhiều người cũng kỳ cục như vậy. Thì ngày mai đi thì mai đi, còn bữa nay ngủ thì cứ ngủ. Được như vậy là vì sao? Vì chúng ta thường nhớ Phật, chúng ta không có bận tâm nhiều việc quá. Còn khi đụng việc làm thì chân thật làm mà bằng cái tâm an lạc á, cái tâm nó thoải mái thì tức khắc quý vị làm việc gì quý vị cũng sẽ thành công rất là cao. Nhưng nếu quý vị quá đặt vấn đề công việc nặng nề quá đó, thì từ ngay cái tâm nặng nề này nó bị thất bại công việc. Chứ không phải nói rằng niệm Phật ngồi đó chờ sung rụng, phải nghe. Ai cũng đều có công việc, nhưng mà do nhờ chúng ta an lạc tâm nên chúng ta đạt về cái công việc rất là cao. Còn nếu như tâm bực bội khó chịu thì làm việc thì làm, nhưng cái thành công nó kém vậy lắm đó. Nên con người mình mà tươi vui thì ai nhìn mình thấy cũng thích. Chứ con người mình mặt mày cái nhăn nheo như con khỉ ăn ớt thì ai gặp mình cũng chảy mắt dép. Thật sự mà nói không ai mà thích gần gũi như con người mà nó nặng nề. Mở miệng ra tiền bạc nặng nề, mở miệng ra thì danh tiếng nặng nề. Nếu những cái thứ đó mà nó quá nặng nề thì con người ta nó gần mình nó lo. Và mình cũng gần người mình cũng giống như là mình cũng lựa chọn. Còn nếu như mà mình đối với danh lợi thành bại nó nhẹ nhàng thì tức khắc con người của mình, bất cứ người nào đủ duyên thì gần gũi chơi thôi, có tổn hại gì đâu sợ. Niệm Phật mà nha. Vậy thì con người mình sống thường an vui và thường tự tại là chắc chắn. Nên cứ chân thật mà lo niệm Phật cho thật là tốt. Nên từng nào chủ nhật chùa mình tổ chức cộng tu, khóa tu chủ nhật nó rất là đều, rất là đông. Quý vị coi, phải rõ ràng là rất là đông. Mà những ngày chủ nhật chúng ta được chia sẻ Phật Pháp, khi để lên mạng quý vị biết rằng người ta coi cũng đông. Nên quý vị khi ngồi gì mà quay phim lại vậy chứ cũng khắp nơi người ta thấy quý vị, cũng kết duyên thôi. Ví dụ như người ta thấy cái chú lên đó, ô chú này trẻ mà hay á, cái chùa ngày chủ nhật cộng tu. Ủa cái bà này bà già vẫn là bà tu hay thiệt ha. Chú mới nhìn quen chú, ủa cái cô này trẻ đẹp quá mà không biết tu hay ha. Nghĩa là nhìn nó đủ dạng người á, thì tự nhiên cái dạng người nào nó độ dạng người nấy. Thấy đông quá thì nói ô công nhận cái đạo tràng đông thiệt nha, chắc là đạo tràng này tu cũng được nên đến tu. Nó nhiếp thọ chúng sanh. Chứ nếu như bây giờ ngồi nói chuyện gì mà nói là cộng tu mà quay xuống thấy có hai ba người leo que ngồi ngủ gà ngủ gật, nó thôi đạo tràng này thấy tu không được, thôi khỏi đến đi. Còn tao quay xuống tao thấy ai cũng tỉnh táo ngồi nghiêm trang, tao nói ô đạo tràng này được á. Rồi quay mấy cái đoạn lễ Phật thấy lễ đàng hoàng á, được á, à phải đến đây tu mới được nghe. Cái hình thức đại chúng nó nhiếp thọ chúng sanh, đúng không? Đó là cái rất rõ ràng. Nên có nhiều người ta nói á, đi đến chùa mình vậy mà người ta có bỏ cờ bạc rượu chè, có không? Có nhiều. Tại vì khi nhận thức được Phật Pháp thì chúng ta thấy con đường đó mình làm sai, rượu chè bài bạc sai à, thất bại à. Cờ bạc là bác thằng bằng, có ai quýnh bài bạc mà giàu sang bao giờ? Nó tốt nhất tiền mình nên để trong túi xài, đừng nghĩ lấy tiền người khác. Thì
thì làm gì thua tiền mình. Còn cái tâm nó cứ nghĩ là muốn lấy tiền người ta, thì lấy không được thì người ta lấy tiền mình. Chắc chắn nhất, yên tâm nhất, tiền mình để trong túi xài, tiền người ta đừng, mình đừng có nhìn. Vì tức khắc chúng ta sẽ không bị thua tiền. Nên mình là người lo làm ăn, kiếm được tiền. Vậy thì mình cũng đâu có muốn lấy đồng tiền của người khác làm ăn cực khổ quý vị. Tại vì chính mình làm ra đồng tiền cũng cực khổ, nên cũng không muốn làm việc gì mà tiện bề nhất để có tiền. Từ nơi cái nghề trơn chánh mà kiếm tiền để lo gia đình thì chúng ta cũng cảm thấy rằng mình hãnh diện. Còn nếu như tiền cờ bạc hay tiền quýnh số đề, số đuôi mà có được tiền mà nuôi gia đình thì cũng cảm thấy bất an. Mà người làm vợ thì cũng cảm thấy bất an nữa. Bữa nay ông đánh bài đem tiền về, nhưng ai biết ngày mai đi về đây rồi nó bán nhà, cũng không biết bất tử nữa. Nên trong gia đình mà cái người mà đánh bài bạc nó bất an lắm. Người làm cha làm mẹ mà cờ bạc con cái bất an lắm. Vì mình không biết được là nay mai gì gia đình mình sẽ ra ngoài đường ở đây. Tại vì ai biết được gì, đâu phải là ăn người ta hoài chợ. Còn gia đình mà quý vị biết rằng đá gà đồ này kia rồi, quý vị coi có bao giờ mà cái gia đạo nào mà đá gà đồ mà cái gia đạo đó mà quý vị coi mà nó lên nổi không, lên lâu không? Không đâu. Nói vậy biết ngày xưa dưới quê mà những đứa biết một cái sớm nó ngộ nghe. Bởi vì tại sao mẹ của Mạnh Tử mà giờ nhà ba lần mà vì Mạnh Tử. Rõ ràng vì sao giờ nhà ba lần vì Mạnh Tử. Ở cái sớm quan trọng lắm. Cái sớm ở rất là quan trọng. Nên cho quý vị biết nó ảnh hưởng. Tại vì ngày xưa dưới quê á, những đứa thấy nguyên cái sớm nó quýnh bài thì cái sớm quýnh bài, cái sớm mà quýnh số đề thì cái sớm quýnh số đề, mà cái sớm đá gà thì lại có cái sớm đá gà. Mà quý vị biết thường là cái sớm này là cái sớm hư hỏng không à. Con người nó hư hỏng kỳ cục lắm, nó làm phiền người ta ở chòm sớm nó nhiều lắm. Mà ngộ cái sớm đó là cái sớm nghèo, cái sớm nó nghèo lắm, nhà nó nhỏ không à, sập sệ không à, đất đai gì cha mẹ để lại bán hết trơn. Nói vậy coi, rượu chè số đề đá gà không. Nên mình mà đã trải qua rồi thì mình nhận thức liền, tự nhiên mình thấy con người phải quay đầu chứ, thấy không. Từ nó đó mới ngồi bình tĩnh suy nghĩ, quay đầu là bờ chứ mà đừng nói trời ơi bây giờ thua quá trời thua, bây giờ mình phải gỡ chứ. Nó thường á là cờ bạc là do cái tâm gỡ đó. Mà cuối cùng á mình gỡ cái mạng mình vô tù luôn á. Gỡ giết nó gỡ mạng vô tù luôn. Thôi thua bao nhiêu được rồi, đừng có gỡ nữa. Có khi mà có những người, người ta đủ duyên tự nhiên người ta ngồi người ta nghe một câu á, thua bao nhiêu rồi, đừng có gỡ nữa nghe. Quay đầu là bờ con. Nó lo làm ăn chân chánh đi thì nó có cơ hội về sau. Nên quý vị biết rằng những cái lời đơn giản này mà có khi nó cảnh tỉnh người khác. Nó lạ thay, nó nhờ cái đại chúng nhiếp thọ. Nên một cái câu nói đơn giản mình nói được, nhưng mà cái câu đơn giản mà nói gì nó có cái sự nhiếp thọ mạnh, nó có một cái quay lực mạnh, nó làm cho những con người mà ta sai quấy người ta quay đầu. Nên mình biết tu rồi, những cái nghề gì chân chánh vẫn là tồn tại hơn. Mình cũng mạnh gì mẹ mình dạy con mình á. Tại vì mình làm nghề chân chánh nên mình dạy con mình chân chánh quý vị à. Đó. Nếu dạy ra một đứa con chân chánh thật thà có đạo đức, vậy thì chúng ta không cần phải cực khổ tạo cái sự nghiệp chi để cho nó đâu. Thí dụ như mình giàu có đi, quý vị thử dạy con vậy đi. Vì cứ nói thường nói với nó, của này không phải để cho con đâu nghe không, đừng có mơ. Của này tao cho người ta hết á. Nó hỏi ba mẹ cho ai, tao làm từ thiện, tao làm việc tốt hết trơn luôn, không có để nó cho tụi bay đâu. Tụi bay phải có bản lãnh đó nghe, nhớ phải có bản lãnh á. Nếu như mà không học được cái bản lãnh gì đặc biệt là sau này tụi bay đói á, gán chịu. Tao giờ tao cho cái thằng này rồi, tao dạy cho phương hướng hết rồi, nhưng mà không lo làm ăn, không lo tạo cho mình một năng lực sống á,
sau này tụi bay đói gái không chịu, tao không có dính dáng vô đâu, tại vì tao nuôi khôn lớn rồi, cho đi học hành đàng hoàng rồi, xong rồi đó tự phát huy năng lực của mình đi, còn của cải tao có được, tao đi làm việc thiện hết trơn á, không có để cho tụi bay đâu, nghe chưa, đừng có mơ nghe. Nói như vậy đó, cứ thường nói như vậy để kích thích con mình, con mình sau này lớn lên có bản lãnh. Quý vị biết rằng thường là con nhà giàu là hư hỏng. Vì sao? Vì người ta nghĩ rằng có tiền nhiều nên người ta không cần làm gì nó cũng có tiền. Mà người làm cha làm mẹ nói của này để lại cho con, sau này con không có thua ai, đừng có sợ. Nói câu này là nói cái câu mà để cho con mình giẫm dựa, để trở thành những con người yếu đuối và thất bại trong cuộc đời. Mà nó là những con người thất bại thì dù của cải có nhiều cũng là không có thành công đâu. Con người nó có tư tưởng mạnh mẽ, lập nghiệp, sống đàng hoàng, có phương hướng, dù là không của cải đi chăng nữa mà quý vị đưa cho một tư tưởng gì còn hơn được một món tài sản lớn mà quý vị để lại cho con cái nữa. Nó phải nhớ mình mà đào tạo ra con vậy thì cuộc đời mình khỏe lắm quý vị. Còn nếu như mong mỏi để của lại cho con á thì cuộc đời của mình nó cực dữ lắm. Nó cực cả đời để mà tạo một sự nghiệp, rồi phải chia chác, mà chia khi nó lại không vừa bụng. Nói mình chia đứa này nhiều đứa kia ít, nó chia nhà này mặt tiền nhà kia thì ngoại ô, thấy không, nó không vừa lòng. Thà đứa nào quý vị cũng dạy tư tưởng hết á, quý vị cũng không có cực quá để tạo sự nghiệp làm chi. Có nhiều thời gian đi đến chùa, có nhiều thời gian sống những ngày tháng tự tại. Mà ngộ thai á, con có tư tưởng không có để tiền thì nó lại thích nuôi quý vị, vì nó đã có tư tưởng làm người thì đối với cha mẹ nó cũng muốn nuôi cha mẹ. Còn con mà mình để của cải thì thường là con không nuôi cha mẹ. Tuy là mình cực mình để của cải nhưng nó lại không nuôi cha mẹ, vì cái đồng tiền mình tạo ra là có sự tính toán, và để nó cho con là có sự tính toán. Nên con của mình dựa vào tiền thì trở thành vô dụng. Nhưng con người mà vì tiền thì không nuôi cha mẹ đâu. Nhưng con quý vị không để tiền mà lại nuôi cha mẹ, lạ vậy đó. Không cần để tiền bạc mà nuôi cha mẹ, vì nó dặn hiểu rằng cái công ơn sinh thành nuôi dưỡng rất là lớn, và tư tưởng dạy nó rất biết ơn. Còn cái đứa mà quý vị không dạy mà để tiền á thì nó lại quên ơn, tại vì nó đâu có tư tưởng làm người. Nó có tiền nó chỉ biết rằng là cái số của nó là như vậy đó, nó làm con người này là phải để lại cho nó thôi, việc này là dĩ nhiên chứ không có gì phải cảm ơn cả, vì nó đâu có được dạy. Nên cuối cùng để tiền mà lại nó không nuôi. Nhưng mà không để tiền mà đưa tư tưởng thì ba đứa này nó đều dành nuôi cha nuôi mẹ, chứ không có đứa nào bỏ rơi quý vị. Vì sao? Vì quý vị dạy cho nó tư tưởng làm người quan trọng vô cùng. Vậy mà mình cũng không tin đâu, vậy thì cực đi. Nên mấy ngày nay những đứa ưa nói câu làm cha làm mẹ nuôi con khôn lớn, cho con một tư tưởng thì chúng ta chưa tới già chúng ta đã buông được mấy đứa con. Tiếp tục con của mình học theo con đường của mình, khi sau này nó nuôi cháu mình khôn lớn thì nó cũng buông ra sớm thời gian. Còn nếu như mà không buông ra sớm thời gian thì có những người tới già rồi vẫn chưa xong, và tiếp tục và kèm kẹp thêm đứa cháu nội cháu ngoại. Nhiều người già bây giờ khổ lắm, cứ kèm kẹp thêm đứa cháu nội cháu ngoại. Nói trời ơi thầy nói vậy thôi chứ cháu mà phải lo chứ. Bà lo đi, cố gắng, đúng không, chấp nhận thôi đúng không, cố gắng nè. Thì cố gắng tới chết luôn. Rửa mông cho con, rồi giờ rửa mông thêm cho cháu. Thì con đường này nó cũng được. Tiếp tục là tới con quý vị, nó cũng y rang quý vị thôi. Nó cũng rửa mông cho con nó, rồi xong rồi tiếp tục rửa mông cho cháu nó. Rồi đời thứ hai xong rồi tới đời thứ ba. Đời thứ ba thì nó lụng bại giảm tới, tiếp tục nó giảm dữ lắm. Thì nó cũng rửa mông cho con nó, rồi nó rửa mông cho cháu nó. Gia đạo này sắp sửa đoạn rồi. Vì sao? Vì mấy đời mà gia đạo đều là rửa mông cho con mà rửa mông cho cháu, nhưng không thấy con rửa mông cho cha mẹ. Nếu quý vị coi gia đạo nào mà có con rửa mông cho cha mẹ thì gia đạo này hưng thịnh. Còn nếu gia đạo nào mà không có con rửa mông cho cha mẹ thì gia đạo này sắp sửa lụng bại rồi đó. Dù là giàu sang cũng sắp sửa lụng bại rồi. Thì nhớ đó, trong kinh giáo Phật nói á, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Quý vị coi cái xã hội bây giờ, quý vị coi á, tràn lan đại hải tai nạn là vì sao?
con người không hiếu nên mới nhiều kiếp nạn. Hiếu cảm tính trời là mưa hòa gió thuận, hòa là tốt, thuận là tốt, hòa thuận là tốt. Cái này nó không có hòa thuận là vì sao? Vì cái gốc bất hiếu, cái gốc làm người bất hiếu. Hiếu cảm đến đất thì muôn vật sinh sôi. Vì coi bây giờ người ta làm ruộng rẫy, người ta kêu ca, người ta làm nó không còn năng suất, không có lờ lớp, nó đủ cho thành phần hết trơn, nó không có được thạnh như ngày xưa. Nó bây giờ quý vị về quê, quý vị kiếm thanh niên thiếu nữ, quý vị kiếm rồi không có được như ngày xưa đâu, đi mất tiêu hết trơn à. Giống như thừa đi kiếm việc làm ở phương xa không à. Còn cái ruộng đất thì không chú trọng. Nếu như mà không chú trọng gì ruộng đất, vậy thì sau này về nông nghiệp chúng ta làm sao đây? Hiểu không? Đó, nên từ nơi đó con người chữ hiếu nó không có quan trọng nữa. Nên cái việc mà trồng trọt hiện tại thì không có thạnh như ngày xưa. Đó, nên chữ hiếu là vô cùng quan trọng. Nên cái câu nói mới nói đó, nếu gia đình nào có con rửa mông cha mẹ thì gia đình đã hưng thịnh. Còn nếu như mấy đời mà không có đứa con rửa mông cho cha mẹ thì gia đình này sắp sửa lụng bại, sắp sửa tiêu rồi đó. Nghe không? Đó, nên chùa này thịnh là ngay chỗ nào biết không? Con rửa mông cho cha mẹ. Chùa này nè, nó có nội bộ, quý vị đi đến đây thì sẽ biết liền cái gì đó. Nằm một chỗ mỗi ngày tắm lau mình sạch sẽ. Quý vị coi các cụ già trong chùa mình nằm một chỗ mà đến gần có hôi hám không? Đi đến gần coi thử coi. Còn quý vị coi người ta nuôi người già đi đến gần chịu không nổi. Tại vì sao? Vì người ta đâu có phát tâm. Còn ở đây tuy không phải cha mẹ ruột mà phát tâm. Quý vị vô phòng mộ niệm coi, nguyên một dãy gần phòng mộ niệm quý vị coi, già lụm cụm nhiều không? Cái giờ niệm Phật giờ này nè, thì các cụ già yếu ở phòng niệm vì coi phải mấy chục không? Còn nằm trong phòng cũng một số nữa đi không nổi đó. Vị đi coi coi, phải có sự quan tâm lau dọn sạch sẽ không? Ban bệ lau dọn sạch sẽ. Người già thường được gần gũi mấy cô gần gũi chơi chung, gần gũi chơi chung. Quý vị biết rằng tới tuổi già thật sự mà nói, những đức nói rằng những đức là người được cảm giác sâu sắc nhất về tuổi già. Khi nuôi người già nè, hôm qua ngồi ngay phòng mộ niệm, tuy là mấy cô gần gũi chăm lo xuyên suốt vậy, nhưng mà có những lúc cũng phải lau dọn phòng ốc. Có một bà cụ á, bà cụ này chuyên gia, bà chuyên gia quý vị biết gì không? Cứ móc tả nhai chơi vậy đó. Bà là cái số phận gì không biết. Nghĩa là mấy cô á, dùng băng keo mấy cô băng tả chắc lại chứ. Vậy mà cũng biết làm sao bà móc tả bà nhai. Mấy cô đi vòng thì thấy bà quay lại, bà thấy bà miệng mà nhai mớm luôn. Những đức bị ho, nhai tả bả nhai mình ho luôn. Vậy coi bà cứ nhai tả vậy đó, bà nhai hoài vậy đó. Rồi mấy cô vô, mấy cô kêu mà hả miệng ra, môi ra tiền cục tả bà nhai. Còn bữa nào mà bà không chịu nhả miệng ra, bà nuốt cái bụng luôn. Nghĩa là vậy đó. Vậy coi tới tuổi già mà những đức không có thấy con cháu gì nha. Không có thấy con cháu gì thì quanh năm suốt tháng không thấy con cháu gì xuất hiện, không biết từ phương trời nào rớt xuống đây. Nghe không? Vậy mà lạ, có những việc này rất là lạ trong chùa thấy được. Vậy mà gần chết thì xuất hiện, đem cái xác về, đúng là đến cái cõi đời này. Nghe không? Quan gia đối đầu ngộ ghê, không phải bà cụ nào cũng vậy. Mà hôm qua mới có ông bà ở trong chùa gần 7 năm, thấy gì không thấy tin tức con cháu bao nhiêu. Vậy mà khi bà yếu mình vừa đưa vô phòng hộ niệm, vậy mà nó đến, nó đem gì? Nó nói thầy ơi, cho con đem về báo hiếu. Vô nỉ non với bà làm sao không biết, mà nói thôi thầy ơi, con cái vô thôi cho con về. A Di Đà Phật, bà chọn mà. Không ai ép bà. Con đường tốt thì bà chọn tốt thì tốt. Còn bà chọn sao thì bà chịu vậy thôi. Rồi chúng ta chia tay, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi.
không có gì bận tâm cả. Lo được 7 năm thì tốt 7 năm, còn không còn duyên nữa là thôi, lo người khác. Nên học theo chư Phật Bồ Tát, giúp chúng sanh đoạn nào thì giúp, còn chưa giúp được thì thôi, không cần bận tâm tới. Đó là tất cả những cái biểu pháp để cho chúng ta nhìn thấy. Lạ lắm, trời ơi, quan gia kỳ cục lắm. Lúc bình thường nó không nuôi đâu, mà lúc gần chết thì ngộ thai, nó đẩy đi những cái chỗ mà để quý vị đi vào tam đồ ác đạo. Về mặt thế gian thì nhìn giống như hiếu, nhưng thật sự là đẩy vô tam đồ ác đạo quý vị. Có một cái vị này đến gặp Như Đức nói một câu. Ở đâu đó có một vị này hòa thượng mà cũng có chức phận. Ông bị bệnh, đưa vô bệnh viện thì ông thấy chiền nước, chiền nôi, ông đau đớn quá. Thì ông nói thôi được rồi, cuộc đời ông tu hành ông hiểu rồi, thôi cho ông về đi. Nhưng mà đệ tử, toàn là những đệ tử không có biết, nên đệ tử nói với bác sĩ thôi. Ông nói là nói gì, nhưng phải cố gắng lo cho hòa thượng đi, ông không muốn chiền nước cho ông nữa. Thì cuối cùng quý vị biết rằng là không muốn cũng không được, vì cái quyết định của đệ tử giống như quyết định của con, người ta chấp nhận cho trị bệnh thì theo cái cách mà trị bệnh của người ta thôi. Thì hòa thượng không có quyền quyết định được. Cuối cùng hòa thượng mới nằm chịu đau đớn như vậy, nằm như vậy không được đi về chùa, thấy chưa. Nên Nhật Đức nói rằng con người chúng ta nên tập đi, nên tập đi. Thật sự mà nói với quý vị nghe, chúng ta ở cái cõi đời này, nếu cơ thể không có chất độc thì không được rồi. Vì sao? Vì tâm độc mà làm gì cơ thể không độc ha. Thì biết á, Nhật Đức nè, lâu lâu vậy Nhật Đức có một căn bệnh. Bệnh gì không? Ngứa. Cứ là ngày hai ba quận ngứa. Mà giờ ngứa giờ nào? Giờ sắp ngủ. Ngứa bao nhiêu thời gian? Một tiếng. Gãi chơi vậy đó. Ban đầu thì cũng khó chịu, nhưng từ từ những đứa gãi, những đứa ai về đào Phật, gãi ai về đào Phật. Mà gãi lên thì bắt đầu là nó lằn 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 lằn, nó muốn chảy máu vậy đó. Một tiếng đồng hồ sau tự nhiên gãi đã ngứa rồi, ngủ. Mà cứ gãi là niệm Phật, rồi gãi đầy mình chứ ha. Vô phòng gãi thoải mái luôn, muốn gãi sao cũng được, ở đâu ngứa gãi đó, thoải mái, vừa gãi vừa niệm Phật. Gần một tiếng đồng hồ sau nó đã ngứa rồi, ngủ. Ngủ thức dậy da thịt trở lại bình thường, không có bị gì chứ á. Mà chịu mỗi lần mà bị như vậy là khoảng 5 tháng, là chịu 5 tháng. Thì những đức thấy không ngờ hay, nhờ cái ngứa này mà bây giờ mình sống với ngứa luôn cũng bình thường. Bây giờ mà đụng ngứa cỡ nào như đức cũng chịu nổi, nhưng vì sao? Vì đức rèn được rồi, đâu có sợ. Vì mỗi ngày như đức nói, tới giờ sắp sửa ngủ rồi, sao ngứa chưa đến vậy ngứa. Đó, thấy không? Thấy chưa? Tại vì sao những đức chấp nhận? Vì cái cõi đời này là cái nghiệp lực chúng sanh nó đối đầu. Nên chúng ta đến cái cõi đời này đừng có mong những cái việc luôn luôn bình yên, đừng có mong những cái việc mà luôn luôn có sức khỏe. Phật đã dạy mà có sanh thì có già, có bệnh thì có chết, thì theo quy luật, đúng không? Mình phải chấp nhận điều này. Nên khi con người có bệnh, dù già hay trẻ là có bệnh, chúng ta theo quy luật tự nhiên được thì nó lợi ích rất lớn cho cái tuổi già của chúng ta. Nó mà tập theo quy luật tự nhiên thì đặc biệt lắm quý vị à. Nó rất là đặc biệt. Nên quý vị biết rằng càng ngày những đứa càng tu, những đứa có một tư tưởng thoải mái lắm quý vị. Thí dụ như chùa mình đi, những đứa cũng thường mua đồ ăn gì cho các cụ thèm, bá ăn, cho bá ăn ngon, bá ăn được là được rồi. Mà quan trọng nhất là những đứa nuôi cái tâm của các cụ, nuôi cái tâm cho các cụ bá an lạc. Quý vị biết rằng lúc xưa những đức trên Đà Lạt á, những đức cứ nghĩ rằng là ăn chay ăn cho tiêu chuẩn quý vị, ăn rau sạch, ăn cái gì cũng sạch, cái gì cũng lo phải sạch sạch sạch, đừng có dơ, đúng không? Cuối cùng thì quý vị biết rằng những đức tu ra ốm nheo ốm nhách, nó hô hốc đen thui. Ăn thì ăn kỹ nhưng tâm thì sân si, ăn không được, rồi thêm tưởng đâu mình là tiêu chuẩn ăn uống, không có ăn nhiều. Cuối cùng thì cái thân này nó ốm đi mà sân si nữa.
sân si nó mới là đại độc. Hiểu không? Quý vị biết rằng là nhà Đức nuôi chúng vì sao mà chúng mập mạp vui vẻ vậy? Nhà Đức biết rồi, thì ra là ăn chay ăn cũng được đường chút cho dễ ăn. Dễ ăn rồi á thì bắt đầu là mình nuôi cái tâm liền. Nó cái tâm mà vui được á thì một số độc kia nó quá giải. Còn nếu như á mà họ ăn không ngon ngủ không yên á thì dù á là có ăn chay tiêu chuẩn đi chăng nữa mà ốm ho gầy mòn sân si á, mà sân si là đại độc. Nên từ nơi đó nuôi tâm vô cùng đặc biệt để giải độc. Cái cách nuôi tâm để giải độc là đặc biệt. Và độc ở thế gian là chắc chắn là còn. Vì sao? Vì tâm vẫn còn tham sân si thì chắc chắn là thân vẫn còn độc. Nhớ nghe quý vị. Nhớ. Từ nơi đó, đó mà con người sống ở cõi đời này, đừng có mong những việc mà không có bệnh. Bệnh là có. Nhưng trị bệnh thì phải trị thôi. Tùy mỗi người có cách trị bệnh khác nhau. Nhưng theo những đức thấy thì những đức lấy câu vật hiệu này để nghiêm túc trị bệnh, chân thật niệm Phật. Những đức cố gắng sẽ duy trì cái này và cố gắng rèn luyện các cụ trong chùa mình để gầy dựng tín nguyện lợi ích cho sau này các cụ, vẫn là duy trì giữ phương hướng chuẩn. Nhớ thì biết rằng hơn 11 năm nay mà những đức không bị dao động tâm vì nhiều phương hướng là do gì? Tư tưởng như đức tương đối rất chuẩn, giữ phương hướng rất là chuẩn xác. Nên nhớ. Nên phần nhiều các cụ trong chùa mình khỏe. Phần nhiều là khỏe. Đối với tuổi già như các cụ trong chùa mình là rất khỏe. Thôi hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi từng chùa mình cộng tu ngày Chủ nhật đông lắm, chư tăng ni về cũng đông, hàng Phật tử về khắp nơi rất là đông. Vị nhớ nhiều người nữ ngồi đây, có nhiều người mang nghiệp phá thai lắm á. Nhớ cái nghiệp phá thai này là cái nghiệp giết người, mà mình giết đây là giết con của mình. Nếu đứa con mà đến với mình mà nó trả ơn mà mình giết nó thành là báo oán, mà đứa con nó đến nó đòi nợ mình mà mình giết nó thì thành nợ chắc chồng. Nên cái việc này khó cỡ mở dữ lắm. Nhớ, khó cỡ mở. Có những câu chuyện những đức đọc mà người ta chỉ giết lầm một con cá thôi, vậy mà nó theo để nó quyết định báo thù. Nó còn ngộ đạt quốc sư ngày giết lầm chịu thố, vậy mà theo ngày 10 đời. Ghê không? Theo 10 đời á, mà ngài là bậc cao tăng mà theo ngày 10 đời chờ cơ hội. Không chi phàm phu chúng ta mà có những cô phá thai 2-3 lần là giết 2-3 người, thì quý vị nghĩ thì nếu mà chúng ta mà không gặp pháp môn tịnh độ này thì, mà không tu hành cầu siêu thoát cho chính mình và cho họ, chắc chắn là mình phải lọt vào tam đồ ác đạo chắc chắn. Tội là tội giết người mà, nhớ nha. Nên khi mình về đây nhờ cái oai lực của Tam Bảo, nhiều người tu, đông người, nương vào đại chúng là nương lực chúng để cầu an cầu siêu. Nên quý vị về đây mà tu mỗi tuần Chủ nhật là vừa cầu an cho mình, cầu an cho người thân mình, vừa cầu siêu thoát cho mình mà cầu siêu cho người khác, thù thắng lắm. Đây là cái oai lực Tam Bảo đông người. Nên chúng ta mỗi tuần về đây được nghe pháp nó cởi mở tâm tư cho mình và cho hương linh, và chúng ta được niệm Phật để cầu an cầu siêu cho mình và cầu an cầu siêu cho mọi người. Và chúng ta được cúng tí thực, vì nghĩ có những hương linh mà người ta vất vơ vất vưởng không ai quan tâm, mà mình cúng cho người ta gì người ta mừng, vì coi đồ ăn đồ uống nhiều người ta vui lắm khi mình cúng cho người ta. Đây là dùng cái tâm thức đến với người ta mà người ta là hương linh, người ta hưởng được, người ta vui lắm, nghĩ đến người ta. Từ nơi đó rồi phóng sanh là cái hạnh vô ý thí. Khi phóng sanh cái tâm mình nó hoan hỷ khi những con chim nó bay, thì đem cái công đức này chúng ta cầu an cho trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ,
Năm nay ngài 80 tuổi mà ngài trụ thế gian lâu dài, mình đưa vào cái đức ngài để mình hành đạo nó tiện. Bây giờ 80 tuổi cũng già yếu, nên mỗi ngày đại chúng tu đều hồi hướng. Và chúng ta mỗi tuần chủ nhật đông người về đây, bây giờ mình có ngôi chùa gì mình ngồi trong đây mình tu. Chứ nếu như không có ngôi chùa thì mình ngồi ngoài nắng ngồi không nổi đâu, khó lắm. Nên từ nơi đó mà cái ơn người xây chùa, nên chúng ta đem công đức hồi hướng cầu an cho Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nguyện cho ngài có sức khỏe, trụ thế gian lâu dài, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và con cháu đều được có sức khỏe và hưởng những công đức này, nên gia đình hòa thuận sống bình yên và biết niệm Phật tu hành để cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem toàn thể công đức này nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhi loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, điều pháp Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim thi như cung, thử thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim thi như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hộ tình cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồn chung ngã kim thi như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cập ư nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. An mục lục lăng ta bà ha, an mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha. An ngã ngã nắng ta bà và việc nhẫn ra hồng, an ngã ngã nắng ta bà và việc nhẫn ra hồng, tam bà ba việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh, nộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật liên tòa đắc tại chứng minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ tình hộ pháp Pháp Bồ Đề Tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính, nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mê biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy với Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài không mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng có đầy đủ trí tuệ và thông minh, chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, xin cung thỉnh chư tăng ni và đại chúng xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.